Tinh thần biến phần 4 tập 5, Thiên Hòa chân Nhân thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Duyên Khiết nói tiếp. Làm thế nào ô không huyết lại để cho Minh Lương chân Nhân bỏ chạy? Hắn cam tâm để Minh Lương đoạt phá thiên đồ sao? Ô không huyết đổi theo cùng Minh Lương chân Nhân đại chiến. Kinh thành tần vương sụp đổ, cư dân tiềm long đại lục tử thương vô số, thành trì cũng tổn thất hơn 10. Phương Điển có thể tưởng tượng quang cảnh hai siêu cấp tán tu liều mạng chém giết. Phàm nhân làm sao có thể tránh khỏi kiếp nạn? đánh đến hải vực thủ hạ cao thủ của minh lương xuất hiện trợ chiến hai bên chém giết toàn là những công pháp lợi phại nhưng minh lương chân nhân cuối cùng đoạt được phá thiên đồ bỏ chạy về đằng long đại lục duyên khiết cười nói các đại cao thủ long tộc đã nghe xong tin tức đặc báo phương điền trầm tư một lát rồi nói xảy ra chuyện lần này ô không huyết tuyệt đối không cam tâm hơn nữa trong cư dân của yêu giới theo tin tức của long họ an kể còn có cung sách tán yêu cung sách tán yêu duyên tự duyên khiết Duyên Sơn cả ba đều là thuộc chủng loài đệ nhất thần thú. Cung sách tán yêu là chủng loài tàu thú thực lực cũng cường mạnh, cung sách tán yêu so với long tộc cũng không hơn kém nhau nhiều. Cung sách tán yêu môn tịnh không bỏ qua phá thiên đồ, bọn chúng chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh của yêu giới yêu để cùng tranh đoạt phá thiên đồ, nhưng bọn họ vẫn chưa ra tay. Đằng Long đại lục sắp có trò hay, thật là tin tốt. Phương Điển khóe miệng nở nụ cười. Tộc trường, phe tán ma, tán tiên, thêm phe cung sách, nếu như các phe phái cùng chiến đấu tranh đoạt chắc chắn đằng long đại lục xa vào cảnh máu chảy thành sông long tộc chúng ta thì sao có ra tay không duyên tự hỏi duyên khiết cùng duyên sơn cũng nhìn về phương điền chờ đợi phương điền tịnh không thuộc duyên tộc nhưng bản thân hắn chính là ngũ trảo kim long vị thế của hắn tuyệt đối rất được tôn sùng trong long tộc thị tộc chỉ là một phương diện ngũ trảo kim long cực kỳ cao quý khi thấy long lệnh ngân long hắc long lập tức cúi đầu chưa kể thanh long lam long cấp bậc trong long tộc là thấp nhất long tộc tạm thời không xuất thủ chờ xem màn kịch hay nếu đã xuất thủ thì không có chuyện thất bại quay về trong mắt phương điền lóe lên tia sáng lạnh lẽo tam đại trưởng lão đều nở nụ cười đằng long đại lục đã bắt đầu chấn động từ mấy ngày trước thanh ngư quan đã mời hàng trăm tu tiên giả trung thành của các tông phái tại nơi tập trung rộng lớn các tu tiên giả đến đều thuộc hàng cao thủ tiền bối của các tông phái khí thế vô cùng to lớn trong ba ngày đã mời được 5.000 vị tán tiên. Trong bạo loạn tinh hải, thuộc bằng ma đảo chỉ có 3 vị lục kiếp tán tiên đến gia nhập vào liên minh tu tiên giả. Trong vòng nửa tháng, Thanh Hư Quan đã đón nhận hơn vạn tiên giả. Một tháng trôi qua, sau khi trao đổi với vài trăm tu tiên giả trụ cột đến từ nhiều tông phái, bọn họ dự đoán có nhiều khả năng cao thủ tán ma âm Nguyệt Cung sẽ bất thần tập kích. Cả đằng long đại lục đều trở nên khẩn trương. Ma đạo một phương, tiên đạo một phương tỏ an lực chuẩn bị chiến đấu. Phía trên thanh hư cung, trong thượng thiên cung, tập trung không nhiều tán tiên lắm, nhưng công lực thấp nhất của một người ở đây cũng là lục kiếp tán tiên. Thấp nhất là lục kiếp tán tiên, đây là quy định khi gia nhập vào thượng ương thiên cung. Thượng thiên cung, ở tòa đại điện cao nhất, người cao thủ thập kiếp tán tiên phụ trách bảo vệ, còn bên ngoài đại điện, những lục kiếp tán tiên phụ trách kiểm tra. Các vị, lần này bồn chân nhân cùng với Lam ương môn, tuyết vũ ương tiên tử, xích dương môn, xích dương chân nhân, minh thiện sư đệ cùng Lam băng đạo hữu, thống lĩnh hơn 10 cao thủ của các tông phái mang về được phá thiên đồ. Lời minh lương chân nhân nói vang vọng khắp thượng thiên cung, các tán tiên giả đều im lặng lắng nghe. Tiên giới tiên đế có lệnh các môn phái tu tiên giả phải chiếm được phá thiên đồ, may mắn thanh hư quan đoạt được, chúng ta hãy nâng ly mừng tin tốt lành này. Minh lương chân nhân nâng chén, nhất thời, tất cả tán tiên đều vui mừng nâng liều nào cả đại điện. Minh lương chân nhân sắc mọc vui vẻ nói. Nhưng, ma đạo một phương tất nhiên sẽ không để yên việc này cho nên dù có chết chúng ta cũng phải bảo vệ phá thiên đồ đợi cho tiên giới sứ giả hạ phàm sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của các vị môn phái của các vị cũng thập phần được xem trọng minh lương chân nhân cười nhẹ các vị cũng không cần phải quá lo lắng bên ngoài thượng thiên cung có bố trí thập diễm ảo trận dù cho âu không huyết đến đây tập kích chúng ta vẫn đủ sức bảo vệ phá thiên đồ nếu như chúng ta có thể có thêm một bức phá thiên đồ tiên giới tiên đế nhất định sẽ vô cùng hài lòng chân nhân nói có lý thập diễm ảo trận phòng ngự cực mạnh ma đạo một phương cũng không có khả năng đỏ át lại được phá thiên đồ anh hòa môn xích hòa chân nhân cao giọng nói lòng người rất khó thỏa mãn đỏ át được phá thiên đồ sẽ được tưởng thưởng bảo vật các phương đều muốn chiếm đỏ át phá thiên đồ tán ma vốn đã đắc thủ nhưng lại bị minh lương chân nhân cướp đi ô không huyết cùng bọn tán ma rất tức giận chỉ là cao thủ tán tu hai bên tập trung một lượng lớn nhân thủ cùng nhau tranh đoạt một khi chém giết bắt đầu chắc chắn đằng lòng đại lục huyết chảy thành sông từ bạo loạn tinh hải đến kim mộc đảo ba huynh đệ tần vũ phải đi mất một ngày trên kim mộc đảo có cỗ truyền tống trận ba người tần vũ nhanh chóng bước vào không gian xung quanh chấn động một tia sáng lóe lên bọn tần vũ trực tiếp rời khỏi kim mộc đảo cuồng phong nổi lên sấm chớp rền vang thấp thoáng một hòn đảo nhỏ bé chính là tuyết ngư đảo hòn đảo này quanh năm bao phủ hoa tuyết trên đảo có một tòa tiểu sơn được bao quanh bởi một hồ nước bên trong hồ nước này tương truyền có một loài cá đặc biệt toàn thân trắng như tuyết hơn nữa trên đảo quanh năm bao phủ tuyết vì vậy đảo này được gọi là Tuyết Ngư đảo. Trên Tuyết Ngư đảo, gần hồ Tuyết Ngư có một cỗ truyền tống trận. Cỗ truyền tống trận này lóe lên một tia sáng, đợi cho quang hoa tiêu thất, xuất hiện ba thanh niên, chính là Tần Vũ, Hầu Phí và Hóc Vũ. Đại ca, huynh có biết hung thủ là kẻ nào không? Hóc Vũ hỏi. Tần Vũ áp tay lên ngực nén cơn tức giận lắc đầu nói. Hiện tại thì chưa biết, nhưng mà theo thực lực của cuộc chiến, ta đã biết hung thủ là ai. Đang nói, Tần Vũ ngừng lại, truyền tấn lệnh nghiên cơ ta là tần vũ ngày ấy ta nghe theo lời của lan thúc trào phá thiên đồ cho nhị ca ta vừa biết phá thiên đồ đã bị cướp lấy người có biết kẻ đó là ai không tần vũ hỏi đây là mục tiêu thứ nhất tần vũ tiểu huynh đệ về chuyện phá thiên đồ hôm đó ô không huyết đại nhân đến tiềm long đại lục vị họ ăn đế nhị ca đã đưa phá thiên đồ cho ô không huyết nhưng bất ngờ tán tiên minh lương xuất hiện cướp lấy phá thiên đồ mặc dù ô không huyết đã cùng minh lương chân nhân đại chiến nhưng vẫn không đọ át lại được ô không huyết đại nhân và liên nguyệt nương nương vô cùng tức giận đã tiến nhập đằng long đại lục thề sẽ đọ át về cho bằng được nghiên cơ không chút giấu giếm kể lại việc tiến nhập đằng long đại lục để đoạt bảo vừa rồi không phải là việc bí mật gần như tất cả tán ma tán tiên đều hay biết việc này phe tán tiên thì vui mừng tột độ phe tán ma lửa giận ngút trời nghiên cơ đem tỏ an bộ mọi việc nói ra trong lòng tần vũ đã ghi khắc những điều này ô không huyết minh lương nguyên lai các ngươi đều là tán ma tán tiên hùng cứ một phương nhưng đối với ta không là gì cả tần vũ lúc này đã biết mục tiêu thứ hai là gì tần vũ tiểu huynh đệ ô không huyết đại nhân nói rằng khi tấn công tinh thần các của huynh đệ tinh thần các tựa hồ có một đại trận phòng ngự không thể công phá tần vũ tiểu huynh đệ tinh thần các của ngươi có đại trận phòng ngự lợi hại vậy sao nghiên cơ nương nương dò hỏi hiện tại trong âm nguyệt cung lục kiếp tán ma đã có hơn nghìn nghiên cơ nương nương ngoại trừ việc vinh dự đoạt được phá thiên đồ thì nàng cũng chỉ là một tán ma bình thường. Đối với việc ô không huyết không công phá được đại trận phòng ngự của tinh thần các quả thật là vô cùng tò mò. Tần Vũ tâm trung nhất động, liền lập lức hồi đáp. Nghiên cơ, đại trận phòng ngự của tinh thần các do lan thúc đích thần bố trí, có tên chu thiên tinh thần đại trận, trong môn phái của ta, đó cũng là một trận pháp khá lợi hại, sở dĩ nói nó lợi hại bởi vì trận pháp này yêu cầu về nhân lực không cao. Môn phái của ngươi, nghiên cơ nương nương trong lòng cảm thấy tò mò. Kể từ sau thất bại của ô không huyết tại đại trận phòng ngự của tinh thần các, bọn họ đối với tán tiên đứng sau lưng tinh thần các đã bắt đầu chú ý, như quả nghiên cơ có được tin tức về lan thúc, há lại không phải là lập được đại công sao. Tần Vũ Huynh Đệ, môn phái của người có tên là gì? Nghiên cơ nương nương thông qua truyền tấn lệnh dò hỏi Tần Vũ. Tần Vũ trong tâm linh quang máy động, tùy tiện đưa ra một cái tên. Môn phái của ta là chân Dương Môn, Lan Thúc chính là sư thúc của ta. Chân Dương Môn sư tôn của ngươi là ai tại phàm nhân giới ngươi còn có sư thúc nào khác không hoặc chắc cũng phải có đồng môn nữa nghiên cơ nương nương liên tiếp đề cập đến mấy vấn đề tần vũ cũng thông qua truyền tấn lệnh sư tôn của ta đã phi thăng tại phàm nhân giới ta cũng có vài vị sư thúc còn như đồng môn đương nhiên là nhiều rồi nghiên cơ nương nương trong tâm chấn động tần vũ quả là thần bí môn phái của y quả là thần bí tán tiên đứng sau tinh thần các cũng rất thần bí không chỉ riêng minh lương chân nhân nóng lòng muốn biết ngay ô không huyết cũng vô cùng quan tâm nghiên cơ nương nương bắt đầu có cảm giác sắp thăm dò được chân tướng chân dương môn tần vũ huynh đệ ta thấy pháp bảo hộ thân của sư mỗi người chí ít cũng là trung phẩm tiên khí có bảo bối như thế lại còn có chu thiên tinh thần đại trận vậy thì chân dương môn của ngươi khẳng định phải là một đại môn phái tại sao lại chưa có ai nghe qua nghiên cơ nương nương hỏi tiếp Khóe môi của tần vũ lộ một tia tiếu ý nghiên cơ đó là đại bí mật của bản môn sao ta có thể tùy ý nói cho người khác được nghiên cơ nương nương có chút căng thẳng vội vàng truyền tấn nói tần vũ huynh đệ nói ra cũng đâu có gì là không được bất luận thế nào cũng không có ai biết được môn phái của ngươi thực sự ở đâu ta hoàn toàn không dò hỏi về thực lực môn phái của ngươi người khả dĩ nói cho ta biết đại khái cũng được mà tần vũ trầm tư hồi lâu nghiên cơ thôi được ta nói cho ngươi biết chân dương môn thực tế không phải là môn phái của tinh cầu này chân dương môn chính thực là môn phái tu chân giả nằm ở một không gian khác chỉ có một vị tiền bối của bản môn vô ý xuyên qua không gian đó tới không gian của chúng ta sau đó tiến nhập vào tinh cầu này rồi sáng lập ra chân dương môn đến nay đã chuyển lại được hơn 10 vạn năm nghiên cơ đối với việc chân dương môn ở đâu ta thật sự không thể nói mặt khác sư môn trưởng bối khẳng định cũng không cho ta nói tần vũ trong tâm cười thầm đối với khái niệm về tinh cầu không gian tần vũ biết được đều thông qua những tri thức do sư tôn lôi vệ lưu lại hiện tại là tùy ý sửa lại rồi nói ra. Lời của Tần Vũ chỉ khiến cho những người khác càng cảm thấy sự thâm bất khả chắc. Không ở tinh cầu này, hơn nữa còn từ không gian khác. Nghiên cơ toàn thân ngây ngốc. Hầu hết tán tu đều biết, thế giới bọn họ tồn tại là một tinh cầu cực kỳ to lớn, trên trời những nơi cao nhất có khí quyển và sấm sét Phần lớn chỉ cần công lực khá cao, tán tu cũng có thể vượt qua được tầng khí quyển, sấm sét tiến nhập không gian vũ trụ vô biên. Nhưng trong vũ trụ, khoảng cách giữa các tinh cầu đều vô cùng lớn dù tán tiên đã ly khai khỏi tinh cầu thì trong không gian vũ trụ thuấn di cũng rất dễ dàng bị sai lệch về phương vị bởi nếu chỉ nhìn sẽ cảm thấy khoảng cách giữa hai tinh cầu không lớn thực tế phi hành xa đến kinh hãi một tán tiên thập nhất kiếp từ đằng long đại lục tại tinh cầu này phi hành tới hành tinh gần nhất cũng phải mất gần trăm năm cho dù liên tục sử dụng thuấn di cũng cần một khoảng thời gian rất dài hơn nữa khi tới được tinh cầu gần nhất tán tu còn phát hiện ra rằng những hành tinh khác căn bản không có sự sống không hề tồn tại một bóng người tân vũ huynh đệ nguyên lai sư môn trưởng bối của ngươi quả thật quá lợi hại cự ly của các hành tinh trong vũ trụ đã lớn khủng khiếp chỉ dựa vào phi hành và thuấn di tại không gian vô biên vũ trụ thực sự tốc độ rất chậm trường bối sư môn của ngươi không ngờ có thế phi hành trong vũ trụ ta đã từng nghe liên nguyệt nương nương nói qua chỉ có cao thủ cỡ ma vương trở lên mới có khả năng phi hành trong không gian vũ trụ nghiên cơ nương nương kinh dị thốt lên Tần Vũ cười thầm trong tâm. Y tại cửu kiếm tiên phủ bảo tàng các nhị lâu đã đoạt được một quyển bí tịch, đương nhiên hiểu rõ. Thông thường cự ly của Thuấn Di không phải là quá xa, trên một tinh cầu công hiệu của Thuấn Di cũng không tồi, nhưng trong vũ trụ vô biên, Thuấn Di tác dụng không lớn. Thực lực đạt đến ma vương, có thể di chuyển giữa các hành tinh bằng đại na di thần thông. Lôi vệ sư tôn có lẽ không có đại na di thần thông, thậm chí còn không biết Thuấn Di, sư tôn dựa vào. Khoa học kỹ thuật mạo hiểm di chuyển giữa các hành tinh tần vũ trong tâm đương nhiên hiểu rõ cách sư tôn tới đây không gian của sư tôn là một hành tinh lấy khoa kỹ làm chủ đạo tu chân là phụ kỹ thuật bước nhảy không gian tuyệt đối có thể so sánh được với đại na di thần thông đương nhiên tần vũ vui mừng bởi đã khiến cho nghiên cơ nương nương hoang tâm loạn tường nghiên cơ ta không thể nói nữa hôm nay ta đã nói cho ngươi quá nhiều bí mật rồi tần vũ đương nhiên không dám nói tiếp y sợ rằng khéo quá hóa vụng thu lại truyền tấn lệnh tần vũ trong mắt xuất hiện một tia lạnh ý kế hoạch đã thành công mỹ mãn nghiên cơ nương nương khẳng định sẽ đem tin này báo châu không huyết và những kẻ khác trần dương môn danh tiếng của môn phái tưởng tượng này sẽ từ từ lan truyền kế hoạch này gồm ba bước bước thứ nhất đã chính thức bắt đầu tần vũ hít một hơi thật sâu tần thị của y gần như bị diệt tộc gần như toàn bộ nhi tử của nhị ca y đều bị chết thê thiếp chết cũng rất nhiều hơn nữa tần vương triều hơn ngàn vạn thường dân bị giết oán cửu này tần vũ không thể dễ dàng bỏ qua được y phải khiến cho hai siêu cấp đại tông phái vô số tán tu tất cả đều hãm nhập vào một cuộc khủng hoảng nhưng chỗ dựa của y có thanh vũ tiên phủ hắc diễm quân chi giới còn có một khối cực phẩm nguyên linh thạch cùng kiếm tiên khôi lỗi nếu như sử dụng hữu hiệu nhất định sẽ có được kết quả tốt nhất đây là một việc mà tần vũ phải làm tần vũ hầu phí hóc vũ ba huynh đệ từ tuyết ngư đảo trực tiếp hướng về phương nam phi hành hải vực này thậm chí còn rộng lớn vượt quá hải vực của bạo loạn tinh hải toàn lực phi hành trong nhiều tháng. Ba huynh đệ tần vũ cuối cùng cũng đã thấy đất liền ở xa. Trên đại lục rộng lớn ấy, thiên địa linh khí so với tiềm long đại lục dồi dào hơn rất nhiều. Đã tới đằng long đại lục. Luận hoàn cảnh, đằng long đại lục thực sự tốt hơn tiềm long đại lục rất nhiều. Đằng long đại lục, bởi vì thiên địa linh khí dồi dào, khiến trở đây hoa cỏ cây cối tất cả đều nhiều phi thường, cây gỗ cao lớn vô cùng, đồng dạng đằng long đại lục cũng có phàm nhân. Đằng long đại lục phàm nhân rất đông, vừa rất xa so với số lượng phàm nhân ở tiềm long đại lục. Phàm nhân chính là cơ sở của tu chân giả, trong số 1.000 người thì mới có một người khả dĩ tu chân thành công. Tại đằng long đại lục tu chân giả số lượng lên đến 100 triệu, từ đó có thể thấy số lượng phàm nhân nhiều đến khủng bố. Chỉ có điều đằng long đại lục rộng lớn mênh mông, cho dù cả tam đại vương triều, thêm cả hồng hoang, cũng còn xa mới bằng được đằng long đại lục. Như thế với diện tích quá lớn, cho dù số lượng phàm nhân đông đến khủng bố, vẫn cảm thấy dân cư thưa thớt. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không dấu nhé. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, ba người đạp mây phi hành. Từ khi đến Đằng Long Đại Lục, không cần phải dốc sức phi hành. Đằng Long Lục tuy rộng lớn, nhưng với thực lực của ba huynh đệ hiện tại, dù là đạp mây phi hành cũng có thể tới bất kỳ địa phương nào trên Đằng Long Đại Lục rất nhanh chóng. Đại ca, ở đây phàm nhân quả thật quá nhiều tu chân giả cũng nhiều phi thường, suốt một khoảng thời gian dài tới giờ. Đệ đã nhìn thấy hơn vạn tu chân giả, chỉ là cao nhất cũng mới đạt tới động hư kỳ, quả thật yếu kém. Hầu phí lắc đầu thở dài. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tịnh không phải là kém, chỉ có điều cao thủ tất không thể rảnh rỗi, mà ra ngoài đi dạo, phần lớn đều ở trong các tông phái. Hơn nữa, tán tu không thể có nhiều người ra ngoài, hiện tại tán tu xem ra hầu hết đều tập trung tại thanh hư quan và âm nguyệt cung. Từ nhiên cơ nương nương, tần vũ đã biết được tại âm nguyệt cung tụ tập một lượng lớn tán tu chắc hẳn thanh hư quan cũng không chịu lép vế tần vũ vung tay áo ba huyền băng sư thú cùng mặc kỳ lân đồng thời xuất hiện giữa không trung chốc lát cả bốn thần thú này đều biến thành hình người đương nhiên không phải cả bốn thần thú đều phải biến thành hình người nhưng lúc nãy chúng đã nhận được linh thức truyền âm của tần vũ chính tần vũ yêu cầu chúng biến thành hình người sử tín ba người là đại thành kỳ thần thú luận thực lực khả dĩ có thể so sánh với lục kiếp tán tiên một khi sử dụng huyền nhãn châu kiếm phong trùy ba người liên thủ có thể đả bại bắt kiếp tán tiên tần vũ có một thân thể lực khôi phục với tốc độ kinh nhân khả sĩ xem là bất tử chi thân chỉ dùng thân thể có thể đánh bại được đại thành kỳ thần thú hay nói cách khác tần vũ chỉ cần dựa vào thân thể cũng vượt qua lục kiếp tán tu đồng thời tần vũ còn có hắc diễm quân giới chỉ với thiên hòa lĩnh vực lực công kích kinh người trọng lực lĩnh vực xuất kỳ bất ý đồng thời còn có trung phẩm tiên khí với lực công kích khủng bố chỉ với ba thứ đó cũng đã đủ để giúp Tần Vũ đánh bại ba huynh đệ sử tín, từ đó có thể phán định Tần Vũ thực lực tuyệt đối không dưới bát kiếp tán tu bình thường. Hầu phí, hắc vũ. Hai huynh đệ của Tần Vũ chí ít cũng là thượng cấp thần thú, nếu tính thực lực riêng lẻ, hai người đều hơn xa huyền băng sư thú ba người, thêm vào đó, còn có truyền thừa ký ức bí mật công pháp cùng với. Hắc bổng và xuyên vân thương của Lan Thúc để lại. Tuy không rõ tác dụng của hắc bổng cùng xuyên vân thương, nhưng xét về độ kiên ngạnh, trung phẩm tiên khí của Tần Vũ cũng không hơn được hầu phí hóc vũ tuy rằng thực lực so với tần vũ còn cách một khoảng nhất định tuy nhiên khoảng cách này không lớn mặc kỳ lân trung cấp thần thú nếu không tính đến vũ khí thực lực tương đương với huyền băng sư thú chỉ là y không có vũ khí lợi hại tiểu mặc đây là một kiện trung phẩm tiên khí giờ ta ban cho ngươi có được trung phẩm tiên khí thực lực của ngươi đủ để đánh bại lục kiếp tán tiên tần vũ nở một nụ cười đưa cho mặc kỳ lân kiện tiên khí dưới hình dạng mao bút tuy nhiên mau bút lại tỏa ra kiếm khí uy mãnh mặc kỳ lân thần thú tam kiếp tán yêu tương đương với đại thành kỳ mặc kỳ lân cùng với lục kiếp tán tu thông thường thực lực không có cách biệt lớn có thêm một kiện trung phẩm tiên khí thực lực tự nhiên tăng lên rất nhiều đánh bại lục kiếp tán tu đương nhiên không phải là việc khó lúc này tần vũ một mình có thể đánh bại bắt kiếp tán tu huyền băng sư thú sử tín ba huynh đệ liên thủ cũng có thể đánh bại một bắt kiếp tán tu hầu phí cùng hắc vũ thực lực gần bằng tần vũ ít nhất cũng bằng thất kiếp tán tu thậm chí còn có thể cao hơn mặc kỳ lân yếu hơn nhưng có thêm trung phẩm tiên khí cũng có thể tính như thực lực lục kiếp tán tu thật sự thì thực lực của hầu phí và hắc vũ rất khó phán định chủ yếu bởi không biết bọn chúng có phải là siêu cấp thần thú trong truyền thuyết hay không thượng cấp thần thú tuy đã cực kỳ cường đại nhưng siêu cấp thần thú đem so sánh còn khủng bố hơn rất nhiều hầu phí cùng hắc vũ thực lực ra sao không ai biết rõ các vị hiện tại việc quan trọng nhất chúng ta cần làm là dẫn động cừu hận giữa âm nguyệt cung và thanh hư quan để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau đương nhiên để làm thế chúng ta phải giết một vài kẻ với thực lực hiện nay của chúng ta để chắc chắn thành công mục tiêu sẽ là tứ kiếp ngũ kiếp lục kiếp tán tu tần vũ đứng trước mặt sáu người còn lại nói rõ hầu phí nói lớn quá thấp mục tiêu quá thấp đại ca lục kiếp tán tu chỉ tương đương tam cấp thiên tiên tam cấp thiên tiên hử không thể chịu nổi một bổng của đệ, tuyệt không có một chút khó khăn nào. Quả là thấp. Hắc Vũ chỉ mở miệng nói ba chữ, "Tần Vũ ngạc nhiên, lập tức cười lớn. Ha ha, phí phí, tiểu hắc tùy các đệ đều tràn đầy tự tin, chỉ là chúng ta không thể sơ suất, tốt lắm tốt lắm, phí phí cũng có cách nhìn không khác ta bao nhiêu, hơn nữa chúng ta bất luận thế nào, còn có Thanh Vũ Tiên phủ để phòng ngự, ta đáp ứng, mục tiêu cao nhất là bát kiếp tán tu. Đối với yêu cầu của hai vị huynh đệ, tần vũ chỉ có thể nâng cao mục tiêu trong bất cứ trường hợp nào đã có thanh vũ tiên phủ tần vũ căn bản không lo tới việc chạy trốn bỗng nhiên vương nguyên người đừng ép người quá đáng người tuy tư chất hơn ta người được gia nhập đệ nhất đại môn phái thanh hư quan ta chỉ có thể gia nhập một tiểu tông phái vô danh nhưng ngươi đã đi quá xa rồi khi xưa lúc hai ta đều là phàm nhân tại quê nhà ngươi đã ức hiếp ta hiện tại lại còn muốn đoạt cực phẩm quáng thạch của ta nằm mộng một âm thanh phẫn nộ từ xa truyền tới lý tân ngươi chỉ là một tiểu kim đan kỳ tu chân giả có tư cách gì sở hữu cực phẩm quáng thạch ta hiện tại đã là nguyên anh kỳ cao thủ chỉ cần đoạt được một kiện cực phẩm linh khí nhất định sẽ trở thành đệ tử tinh anh của thanh hư quan đồng thời một âm thanh khác lại vang lên hai âm thanh nhanh chóng hướng về phía tần vũ truyền tới bọn tần vũ bảy người nhìn nhau cười khẩy dù là kim đan kỳ hay nguyên anh kỳ dưới mắt bọn họ quả thật vô cùng yếu nhược vương nguyên Ngươi khoa trương cái gì? Chỉ nửa tháng nay, thanh hư quan của ngươi chỉ tán tiên thôi đã chết đến vài trăm. đệ tử thanh hư quan chết cũng không ít hơn. thanh hư quan người có gì là giỏi? liên hoa tông ta tuy chỉ là một tiểu môn phái, nhưng ít ra cũng không có ai bị chết cả. đó đều là do bọn tán ma tàn ác. tuy vậy âm nguyệt cung cũng chết đến vài trăm tán ma, bọn ta không hề bị thua thiệt gì. thanh hư quan ta ít nhất còn có tán tiên chết, còn như liên hoa tông làm sao có tán tiên chết được? các người căn bản không hề có tán tiên nào cả. Ánh mắt của Tần Vũ sáng lên. Bản thân y vẫn chưa hề ra tay, nhưng xem ra giữa Thanh Hư Quan và Âm Nguyệt Cung đã xuất hiện mâu thuẫn không nhỏ. Hoa nở khắp nơi, cũng không biết đã bao lâu không có người đi qua đây, những bông hoa rực rỡ này vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên lúc này giữa biển hoa mênh mông lại xuất hiện hai thiếu niên, một người phủ kín bởi bộ TSM màu xanh, trên khóe miệng còn lưu lại vết máu. Nam tử đối diện với y, nổi bật lên bởi chiếc áo khoác màu vàng cười lạnh nhìn về phía nam tử vận tsm màu xanh chủ nhân vừa rồi nghe bọn chúng nói chuyện còn nghĩ công lực của hai người cách xa nhau nhiều hiện tại xem ra nguyên lai like một kẻ kim đan hậu kỳ một kẻ nguyên anh tiền kỳ thực lực khác biệt quả thực không lớn mặc kỳ lân nghi hoặc bất giác nói huyền băng sư thú sử tín cười nói a à mặc người không cẩn thận xem xét rồi nếu như quả thật thực lực cách biệt quá lớn nam tử vận kim sắc trường bào vương nguyên sao lại cần một thời gian dài như thế vẫn không đoạt được cực phẩm quáng thạch đúng mặc kỳ lân đột nhiên hiểu ra tân vũ hầu phí hóc vũ ba huynh đệ lúc này đều tập trung vào đoạn đối thoại giữa lý tân và vương nguyên trong mắt của lý tân hiện lên sự kiên nghị đúng liên hoa tông ta là tiểu tông phái thậm chí còn không ở trong một ngàn môn phái tu tiên giả lớn nhất là một tiểu tông phái không thể bé hơn được còn thanh hư quan đại tông phái của ngươi là tu tiên giả đệ nhất tông phái người vương nguyên lúc trước cũng được xem là tư chất cao hơn ta tư chất của ta quá thấp lý tân trong lời nói chứa chút nộ khí phảng phất như đang nhớ lại về những năm trước đây ta đã tới rất nhiều tông phái nhưng tất cả đều không nhận ta cuối cùng duy chỉ có liên hoa tông là thu nhận ta còn ngươi quả thật đã được thanh hư quan thu nhận người tư chất cao môn phái tốt tu luyện công pháp lợi hại ta tuy tư chất kém môn phái nhỏ công pháp cũng dở nhưng nay xem ra người có hơn ta là bao ta này đã đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong chỉ kém hơn nguyên anh kỳ một bước mà thôi lý tân lạnh lùng nhìn vương nguyên thật không biết được bao năm qua ngươi có chú tâm tu luyện hay không ngươi chỉ lãng phí thời gian vào việc bày mưu tính kế giết người đoạt bảo mà thôi ngươi vương nguyên vẫn nộ chỉ về phía lý tân thực sự không nói nên lời vương nguyên tư chất cực cao lại là đệ tử của thanh hư quan phàm nhân có rất nhiều mà hắn được thanh hư quan nhận làm đệ tử cũng có thể chứng minh cho tư chất tinh anh của Vương Nguyên. Nhưng sau 3 năm qua, kẻ có tư chất thấp kém, gia nhập môn phái thấp kém như Lý Tân cũng chỉ kém y một chút. Từ đầu tới giờ ngươi luôn chạy trốn, sao giờ không chạy tiếp đi? Vương Nguyên chào phúng nói. Ta không chạy nữa. Lý Tân cười nhẹ nói. Ta mà chạy tiếp, công lực sẽ bị tiêu hao rất nhiều, sau một thời gian nhất định sẽ bị ngươi khống chế. Nhưng hiện tại, ta còn có đủ thực lực để đấu với ngươi, thậm chí dù phải tự bạo, lý tân trong mắt bỗng nhiên lóe sáng sắc mặt vương nguyên đồng thời có chút biến đổi hắn chỉ mạnh hơn lý tân một tầng mà thôi nếu như trong thời khắc hung hiểm nhất lý tân tự bạo vương nguyên có đến tám chín phần là mất mạng xét cho cùng thì nguyên anh kỳ đệ tử vẫn không thể khiến nguyên anh ly thể từ xa quan sát tất cả tần vũ trong tâm đối với lý tân vô cùng thích thú bởi trong lòng tần vũ con đường tu luyện tuy tư chất là trọng yếu công pháp cũng trọng yếu nhưng tâm tính cũng quan trọng phi thường lý tân trải qua bao khó khăn tâm tính đã được tôi luyện kiên nghị vô bì còn vương nguyên hoàn toàn tương phản con đường của y đường quá bỏng phẳng tâm tính không được như vậy không lạ khi chỉ nhìn hơn lý tân một chút lý tân một âm thanh đột ngột vang lên khiến cho lý tân cùng vương nguyên hai người đều chấn động vô thức nhìn về địa phương phát xuất ra âm thanh đó chỉ thấy một nam tử mặc trường bào màu đen lãnh mạc từ trên không trung phi thân xuống vương nguyên trong tâm ngạc nhiên cao thủ khí thế so với sư tôn còn mạnh hơn rất nhiều sư tôn của vương nguyên cũng chỉ là đồng hư hậu kỳ khoảng cách so với tần vũ tự nhiên vô cùng lớn lý tân ta có việc muốn hỏi ngươi tần vũ hường về lý tân nói lý tân trong lòng vui mừng y đương nhiên cảm nhận được người trước mặt thực lực vượt xa bọn họ lập tức cúi mình nói tiền bối vãn bối hiện tại bị tên tiểu tạc kia truy sát hòng đoạt cực phẩm quáng thạch của vãn bối tiểu tạc đó đang đứng kia khiến vãn bối thật rất khó tĩnh tâm để trả lời câu hỏi của tiền bối. Tần Vũ lại nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên đầu óc không ngừng suy nghĩ. Vãn bối là đệ tử thanh hư quan. Cách đây không lâu, vãn bối may mắn có được một khối cực phẩm quáng thạch, không ngờ lại bị tiểu tử này trộm mất. Mong tiền bối hãy chủ chỉ công đạo. Vãn bối nhất định mãi mãi cảm kích. Vương Nguyên định dùng lời lẽ bịa đặt vu khống lý tân, nhưng Vương Nguyên lại không biết rằng từ đầu, Tần Vũ đã từ xa chứng kiến mọi việc. Ngươi, vô sỉ. Lý Tân lạnh giọng nói. Vương Nguyên bộ dáng tránh khí nói. Lý Tân, cực phẩm quáng thạch này không phải ra ngươi tìm ra. Ngươi còn muốn vu an cho ta. Ta quả thực không ngờ ngươi lại là loại vô sỉ như vậy. Lại tưởng rằng mình có thể đổi trắng thay đen. Buồn quá. Tân Vũ khẽ vẫy tay. Một đạo thái dương chân hạch mang kim sắc năng lượng trực tiếp phát nổ trên thân người của Vương Nguyên. Vương Nguyên trực tiếp biến thành hư vô. Lý Tân ngay lập tức giật mình. Y quả không nghĩ đến Vương Nguyên lại chết như vậy. Tiền bối, nếu có sự tình gì muốn hỏi, vãn bối nhất định có gì nói nấy. Lý Tân không người nói, vô cùng cung kính. Tần Vũ lãnh đạm nói. Ta hỏi người, cách đây khôn lâu, âm Nguyệt Cung cùng Thanh Hư Quan bắt đầu triệu tập tán tu các nơi để cho phần lớn tán tu tập hợp tại tông môn của bọn họ. Từ đó đến nay đã phát sinh những chuyện gì? Ta đã nghe thấy người bảo đã có vài trăm tán tiên bị chết, sự việc là như thế nào? tiền bối người có lẽ là mới trở về từ hải ngoại. Lý Tân cười nói. Tán ma một phương cùng tán tiên một phương, không hiểu do nguyên nhân gì bỗng nhiên bắt đầu tụ tập tại âm Nguyệt Cung và Thanh Hư Quan. Nhưng sau đó âm Nguyệt Cung cùng Thanh Hư Quan đều bắt đầu có người bị giết. Tần Vũ Lông Mày nhướng lên. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có những đệ tử bình thường bị chết. Nhưng sau một thời gian, tán tiên nhất kiếp, nhị kiếp, tam kiếp cũng bị chết rất nhiều. Thậm chí cả tán tiên đạt trên tứ kiếp bị giết cũng không ít không chỉ thanh hư quan tán tiên mà cả tan ma của âm nguyệt cung cũng bị giết rất nhiều lý tân bỗng nhiên nhíu mày chỉ là cái chết của đám tán tiên hết sức quỷ dị một vài tán tiên tự nhiên bị mất tích một vài tán tiên cùng với tán ma giao đấu tới chết có rất nhiều trường hợp lạ kỳ có lẽ đám tán tiên tán ma mới chỉ bắt đầu thăm dò lẫn nhau mà thôi lý tân cười nói thăm dò tần vũ hỏi lại lý tân liền giải thích điều đó rất đơn giản âm nguyệt cung tụ tập rất nhiều tán ma thanh hư quan tụ tập rất nhiều tán tiên bọn họ tụ tập làm gì không thể nói là để tổ chức một cuộc ăn chơi nhảy múa lãng phí thời gian đương nhiên là muốn chuẩn bị tấn công tiêu diệt đối phương hiện tại chỉ là thăm dò mà thôi hừm mới chết có vài trăm trong khi đó ông nguyệt cung cùng thanh hư quan tụ tập hơn cả vạn tán tu vài trăm có đáng là gì lý tân cười lạnh nói tiểu bối thấy không bao lâu nữa đằng long đại lục sẽ có một trận mưa máu tần vũ gật đầu Ngươi có lẽ có đằng Long Đại Lục địa đồ, hãy đưa cho ta một bản. Tần Vũ lãnh đạo nói. Lý Tân trong tâm nghi hoặc tại sao vị tiền bối trước mặt lại không có nổi một tấm địa đồ. Tuy vậy y tịnh không dám nói, vẫn cùng cung kính kính đưa cho Tần Vũ một khối ngọc giản. Sau khi nhận được, dùng linh thức quét qua, Tần Vũ đã hiểu đại khái về đằng Long Đại Lục. Rất tốt. Trong tay đồng thời lấy ra một khối kim trúc cực phẩm quáng thạch. Đây là phần thưởng của ngươi. Tần Vũ ném khối quáng thạch cho Lý Tân. Đồng thời thân hình nhất động biến mất ngay trước mắt Lý Tân, cho Lý Tân một khối cực phẩm quáng thạch, thực tế còn do Tần Vũ đối với Lý Tân rất có hảo cảm, một khối cực phẩm quáng thạch, đối với tiên giới quáng thạch của Tần Vũ mà nói, căn bản không tính vào đâu. Cực phẩm quáng thạch. Lý Tân nhìn khối quáng thạch vừa tiếp lấy vừa vui mừng khôn xiết, hắn ngước lên nhìn, Tần Vũ đã tiêu thất không thấy đâu nữa. Giữa không trung Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Huyền Băng sư thú tam huynh đệ mặc kỳ lân bảy người cùng phi hành đại ca đệ nghĩ theo như tiểu tử kim đan kỳ kia nói đám tán tiên cùng tán ma đều có ý định thăm dò lẫn nhau giết vài trăm tán tu căn bản cũng chưa thấm vào đâu bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé hầu phí nói tần vũ từ từ gật đầu không giống thăm dò huynh vẫn luôn có cảm giác như vậy Tần Vũ nghi hoặc nói. Đồng thời bắt đầu vắt óc suy nghĩ, cười nói. Đã không nghĩ thông thì không nghĩ tới nữa. Đại ca, chúng ta có đại khai sát giới, mặc cho bọn chúng đông như thế nào, chúng ta còn có thành vũ tiên phủ, giết người xong thì lỡ bê tức nấp vào trong thành vũ tiên phủ, đợi tới khi bên ngoài phòng ngự lòng lèo, ta lại ra đồ sát tiếp, như vậy không thống khoái sao. Hai mắt hẩu phí sáng rỡ, học vũ không nói gì, chỉ là đôi mắt cũng sáng lên. Chủ nhân, không ổn. Sử Tín nói: "Sao? Có gì không ổn? Có Thanh Vũ Tiên phủ ở đây, cho dù là thập nhị kiếp tán tiên cũng đừng mong công phá, còn sợ gì nữa?" Hầu Phí tức giận nói: "Phí phí." Tần Vũ đưa tay ra cản Hầu Phí. "Sử Tín, ngươi nói tiếp đi." Sử Tín gật đầu nói: "Chủ nhân, theo thuộc hạ thấy, tán tiên cùng tán ma mỗi bên chết đến vài trăm, đang ở vào thế như nước với lửa, nếu như chúng ta tới đó, rất có khả năng sẽ bị rơi vào bẫy." tần vũ gật đầu tán đồng tần vũ cũng đã nghĩ tới điểm này lúc này thanh hư quan cùng âm nguyệt cung khẳng định phòng thủ nghiêm mật thậm chí còn bố trí cả thiên la địa võng thiên la địa võng xử tín người đúng là ngu ngốc cái bẫy đó bổn hầu ra đương nhiên biết rõ người có nghĩ rằng cho dù là thiên la địa võng lợi hại làm sao có khả năng đối phó với thanh vũ tiên phủ của đại ca hầu phí đã có chút nóng này y muốn nhất là được đại khai sát giới tần vũ trầm tư một hồi tốt lắm thế này đi mọi người hãy tạm thời tiến nhập thanh vũ tiên phủ nghỉ ngơi, ta sẽ cải trang thành tu tiên giả thông thường tới thanh hư quan điều tra. phí phí yên tâm, đợi ta điều tra xong sẽ quyết định xem có đổ sát thống khoái một trận không. hầu phí cùng mọi người trực tiếp tiêu thất tiến nhập vào trong thanh vũ tiên phủ. những tường sau khi tần thị gần như bị diệt tộc, bao nhiêu khả ái thị nữ cùng thị vệ trung thành bị chết, tần vũ sẽ không cầm lòng được mà mở cuộc đổ sát. ô không huyết minh lương đều do các người lúc đầu gieo nhân ác các ngươi sẽ sớm nhận lấy quả báo thôi. Tần Vũ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng thanh hư quan phi hành. Đằng Long đại lục rộng lớn mênh mông, tại Đằng Long đại lục phương Bắc đang là mùa hạ, tại phương Nam đã là mùa đông. Thanh hư sơn ở một nơi rất xa, nhưng giữa lúc trời đất giống như một khối băng trắng, nơi nơi hoa tuyết không ngừng phiêu phiêu rơi xuống, tần vũ giữa không gian tuyết trắng vô biên như biến thành một điểm màu đen. Sau khi phi hành tới gần thanh hư sơn, tần vũ cũng bắt đầu giảm tốc độ bỗng nhiên tần vũ bị thu hút bởi một ánh lửa sáng lão đầu kia là cao thủ tần vũ cảm nhận lão già tóc trắng không hề đơn giản thanh hư sơn dưới những tán cây đại thụ là một đốm lửa bên cạnh đó là một nam từ trẻ tuổi uy mãnh cùng một ông lão tóc trắng lão nhân gia đây thanh niên kia đưa khối thịt quay chín cho bạch phát lão già con hươu trắng này là do tiểu bối tự thân bắt rồi làm thịt thịt hươu vẫn còn tươi đó bạch phát lão già khuôn mặt hồng hồng cười nhẹ trực tiếp đón lấy miếng thịt ăn với vẻ khoái chí vô cùng a à, mùi vị không tồi đâu tiểu huynh đệ ta thấy người ở trên núi thanh hư có lẽ đủ điều kiện để trở thành đệ tử của thanh hư quan nhưng công lực của ngươi sao lại thấp như vậy còn chưa đạt đến kim đan kỳ tráng niên kia liền cười khổ nói tiểu bối sao có đủ tư cách gia nhập thanh hư quan đạt đến tiên thiên cảnh giới cũng là do một bộ công pháp tu luyện tàn khuyết do cha tôi để lại hơn nữa tiểu bối cũng quá lớn rồi căn bản không một tông phái nào muốn thu nhận. Bạch phát lão già gật đầu, nhìn về phía tráng niên tán thưởng. Tiểu huynh đệ tâm tính không tồi, ta đã ăn thịt hưu của ngươi, tự nhiên không thể không báo đáp. Ngươi hãy cầm lấy lệnh bài này, sau đó trực tiếp tới tử dương môn, nhanh chóng đưa cho người của nhì lệnh bài này, bảo bọn họ dẫn ngươi đến gặp người đứng đầu, tử dương môn nhất định thu nhận ngươi. Tráng niên kia trong lòng đại hỉ, y đương nhiên có thể hiểu, bạch phát lão già trước mắt rất có khả năng là sư môn tiền bối của tử dương môn ô oh, lệnh bài này chỉ có thể giúp ngươi tiến nhập tử dương môn thế này đi lão giả ta thấy ngươi quả thật rất vui ta cũng vừa luyện được một kiện linh khí hôm nay cấp cho ngươi bạch phát lão giả cười nhẹ nói đồng thời trong tay quang mang lấp lánh lão giả này đương nhiên không phải người thường y tại tử dương môn cùng với xích dương chân nhân là cao thủ cùng lứa xích duyên chân nhân như hiện tại đạt tới thập kiếp tán tu địa vị được tôn sùng căn bản không cần nói nhiều ô oh, có người đang tới bạch phát lão giả ánh mắt quét về hướng tần vũ tại không trung trong lòng tần vũ không khỏi giật mình tuy nhiên ngay tại lúc đó một đạo quang ảnh lấp loáng xuất hiện phốc xích một cánh tay đã xuyên thủng bụng của bạch phát lão giả xích duyên chân nhân tráng niên nhìn thấy cánh tay màu đỏ xuyên qua bụng của vị tiền bối kia mà sợ đến ngây ngốc cánh tay nhuộm đầy máu đó lúc này đã chế ngự được nguyên anh của xích duyên chân nhân vu hắc người dám giết ta nguyên anh của xích duyên chân nhân phát ra tiếng gay gắt xuất thủ chính là vu hắc vu hắc đang khống chế nguyên anh của xích duyên chân nhân liền cười hắc hắc nói thừa ta có ai là không dám giết nguyên anh của thập kiếp tán tiên xem ra rất bổ đây nói xong liền ném nguyên anh vào trong miệng trực tiếp nuốt luôn nguyên anh tình cảnh trước mắt khiến cho tráng niên kia ngây ngốc vu hắc đưa mắt lướt về phía tần vũ độ kiếp trung kỳ quá yếu nói xong âm thanh của vu hắc cười lớn thanh âm vang dội lũ chuột thanh hư quan nghe đây Hôm nay ta trước tiên nuốt một nguyên anh của thập kiếp tán tu, ngày mai sẽ là thập nhất kiếp, ha ha Thân hình nhất động hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phi về phương xa Vu hắc thật ngông cuồng, y tuy có thực lực thi triển thuấn di, nhưng lại không hề thuấn di, mà lại phi hành, rõ ràng là để cho đối phương truy đuổi Vu hắc, chớ có chạy Một âm thanh phẫn nộ từ thanh hư quan vang lên, một đạo hồng sắc lưu quang hạ xuống, tuyết xung thanh hư sơn đều đã bị tan chảy hết trên bầu trời tần vũ đang nhíu mày. Sao lại như thế? Sao sự việc lại phát triển khác hoàn toàn so với suy đoán của ta? Không đúng, ô không huyết cùng Minh Lương chắc hẳn đã biết được bí mật của phá thiên đồ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng vu hắc sao lại làm vậy? Tại đại điện của Thượng Thiên Cung trên Thanh Hư Sơn. Trên đại điện, chỉ có Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tuyết Ương Môn Tuyết Vũ Ương bốn người. Cả bốn người đều nhìn về lối vào đại điện. Xích Dương chân nhân nộ khí trùng trùng, toàn thân tỏa ra sát khí đi vào phía trong đại điện thượng thiên cung mở miệng nguyền rùa vu hắc nhất định sẽ có ngày ta phải tự tay giết người trả thù cho duyên sư đệ xích dương chân nhân ngẩng đầu về phía minh lương chân nhân đang ngồi trên đại điện tức giận nói minh lương chân nhân ta thực sự không thể nhẫn nại được nữa chỉ mới nửa tháng nay đã có đến vài trăm tán tiên bị chết hơn nữa đối phương còn chọn những người có công lực cao để giết xích duyên sư đệ của ta đã là thập kiếp tán tiên nhưng lại bị giết bởi vu hắc ta đã nhẫn nhục tới mức không chịu đựng thêm được nữa rồi minh lương chân nhân chúng ta phải đi tìm lũ tán ma ấy dạy cho chúng một bài học xích dương chân nhân bình tĩnh lại đã minh lương chân nhân lãnh đạm nói nghe thấy minh lương chân nhân nói như vậy xích dương chân nhân cuối cùng không thể kiềm được nộ hỏa nữa bình tĩnh bình tĩnh cái con mẹ gì chứ người chết là sư đệ của ta người đương nhiên bình tĩnh nếu như ta tiếp tục bình tĩnh thêm nữa tử dương môn của ta không biết sẽ có bao nhiêu tán tiên bị giết nhìn lại. Nửa tháng qua, số tán tiên bị chết, chỉ có vài người của thanh hư quan, đại đa số đều là tông phái của ta. Xích dương chân nhân toàn thân hòa kình bộc phát. Minh lương chân nhân nhíu mày, trong mắt thấp thoáng một tê lãnh quang. Minh thiện chân nhân bên cạnh liền đứng dậy nói. Xích dương chân nhân, ngươi đừng để cừu hận làm đầu óc rối loạn, không lẽ ngươi không biết bí mật của phá thiên đồ, bí mật của phá thiên đồ, chỉ có vài người chúng ta biết từ lúc hiểu được bí mật đó, người nên biết phải làm gì chứ? phá thiên đồ có quan hệ tới nghịch ương cảnh, nên ngoại trừ bọn họ, nhưng tán tiên còn lại đều không biết. tuy rằng không ít tán tiên biết rằng phá thiên đồ rất quan trọng, nhưng tại sao lại quan trọng? bọn họ hoàn toàn không biết. tuyết ương môn tuyết vũ ương lông mày trắng như tuyết cũng đỡ lời. xích dương chân nhân, người hãy cẩn thận suy xét. phá thiên đồ có liên quan tới nghịch ương cảnh, muốn mở được nghịch ương cảnh, tất cần phải tụ tập đủ ba bước phá thiên đồ chúng ta đã có được một chương phá thiên đồ tiến nhập nghịch ương cảnh khẳng định có phần của chúng ta cho nên căn bản không cần phải phí sức tranh cướp khiến cho vô số tán tù mất mạng điều đó ta đương nhiên là biết xích dương chân nhân phẫn nộ nói nhưng tại sao đám tán ma đó lại liên tục phái cao thủ tới đổ sát tán tiên bọn ta lam bằng chân nhân cao mày nói xích dương chân nhân lúc nãy bên âm nguyệt cung cũng có người tới nói rằng xích dương chân nhân người cũng đã giết người của bọn chúng có phải vậy hay không không hề xích dương chân nhân giọng đầy khí tức ta đâu có ngu dốt như vậy là bọn chúng vu khống những người khác đương nhiên không nói gì tính khí của xích dương chân nhân họ đều hiểu rõ tốt không cần nói nữa từ hôm nay ta sẽ tự mình bảo vệ thanh hư sơn tóm lại phá thiên đồ sẽ cất ở bên trong thượng thiên cung nơi có thập diễn ảo trận bảo vệ đám tán ma kia căn bản không có khả năng tiếp cận ánh mắt của minh lương chân nhân quét qua những người còn lại đặc biệt ngừng lại tại xích dương chân nhân đừng trách ta không để tình các người nếu như rời khỏi đây bị người ta giết thì cũng không thể oán trách huống chi để đoạt được nghịch ương cảnh bảo bối còn phải dựa vào sứ giả các giới nếu như vận khí chúng ta may mắn có thể đoạt được bảo bối nếu xui xẻo sẽ trở thành con cờ trong tay sứ giả các giới vì thế mà khiến cho cả vạn tán tiên đổ máu quả là không đáng xích dương chân nhân tuyết vũ ương tất cả đều trầm tư những lời nói ấy họ không thể để cho tiên giới sứ giả nghe thấy nhưng bọn họ đều minh bạch đạo lý này tiên giới sứ giả hạ phàm luận thực lực của sứ giả khẳng định ít nhất cũng phải mạnh hơn minh lương chân nhân tới lúc đó tranh đoạt nghịch ương cảnh bảo bối khẳng định là vấn đề giữa các sứ giả xích dương chân nhân cùng bọn họ bất quả cũng chỉ là những quân cờ mà thôi không thể đoạt được nghịch ương cảnh bảo bối lại khiến cho vô số tán tiên tử nạn liệu có đáng không đương nhiên không đáng đạo lý đó các vị chân nhân đều minh bạch đạo lý đó ô không huyết chắc hẳn cũng hiểu rõ nhưng tại sao lại để cho người của y liên tục tới đây giết tán tiên bọn ta đặc biệt là vu hắc phần lớn tán tiên đều bị giết bởi hắn xích dương chân nhân phẫn nộ bất bình nói minh lương chân nhân cũng trở nên trầm mặc đúng ô không huyết bọn chúng khẳng định phải rõ nghịch ương cảnh bảo bối là vật mà tiên đế các giới đều muốn đoạt được bảo bối đó khẳng định sẽ do sứ giả các giới tranh đoạt cho dù bọn họ có được một bức phá thiên đồ cũng không làm được gì trong tình huống đó họ sẽ phải làm gì ô không huyết có thể tên gia hỏa đó căn bản không để ý tới tính mệnh của lũ tán ma tuyết vũ ương bỗng nhiên nói minh lương chân nhân bọn người cùng chấn động đúng là ô không huyết là tán ma không hề có tông phái tại đằng long lục địa ô không huyết nguyên là một tán ma độc hành phu hắc cũng vậy hai người bọn chúng đối với việc tán ma của đằng long lục địa không hề quan tâm minh lương chân nhân phải lo cho tính mạng của hàng vạn tán tiên còn ô không huyết phu hắc thì lo lắng điều gì phu hắc ô không huyết nếu quả thật tới đây ta sẽ đích thân ra tay. Tối rồi, chư vị trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Minh lương chân nhân cuối cùng cũng chỉ có một mệnh lệnh như vậy. Tần Vũ cước đạp tiên kiếm phi hành về phía chân trời. Tần Vũ hiểu rõ bí mật của phá thiên đồ, cũng biết rằng phá thiên đồ phải tập hợp đủ ba bước mới có tác dụng. Ba bước phá thiên đồ, một do Long tộc nắm giữ. Long tộc có thập nhị kiếp siêu cấp thần thú ngũ trào kim long, bước đó khẳng định không ai có thể cướp được. Tần Vũ vẫn tin rằng tán ma cũng như tán tiên nếu như tình huống bình thường không thể ngu ngốc chém giết như vậy nhưng hiện tại chứng kiến so với suy đoán của tần vũ lại hoàn toàn bất đồng sao lại như vậy hơn nữa nghe đồn âm nguyệt cung tán ma chết cũng không ít hay là có ai đang âm mưu trong bóng tối tần vũ trong lòng nghi vấn như tình huống hiện tại trước mắt tần vũ chỉ có một cách giải thích đó là có một thế lực đang âm mưu trong bóng tối hay là long tộc tần vũ cũng không có cách nào để xác định cuối cùng cấp tốc hướng về âm nguyệt cung phi hành sau khi tra ra vị trí đại khái của thanh hư sơn tần vũ chuẩn bị tới thám xét âm nguyệt cung với tốc độ hiện tại của tần vũ không tới một ngày tần vũ đã tới bên ngoài âm nguyệt cung âm nguyệt cung cũng ở sâu trong núi nhìn từ xa âm nguyệt cung đã phát tán ra một khí tức khủng bố đó là do vô số tán ma tụ hội tại đó tạo ra tán ma khí tức âm nguyệt cung có hơn vạn tán ma tạo nên khí thế thậm chí vượt quá bằng ma đảo trong lòng tần vũ thẩm đánh giá tần vũ tại ngoại vi âm nguyệt cung chỉ có thể quan sát được chu vi khu vực phương vị một cách đại khái rồi ghi nhớ vào trong đầu trong lúc tần vũ đang cẩn thận quan sát bỗng tại phương vị của âm nguyệt cung một đạo tàn ảnh từ âm nguyệt cung cấp tốc vọt lên trời cao trong khi đang ở giữa trùng thiên đạo nhân ảnh đó bỗng nhiên nhanh chóng quay lại âm nguyệt cung trong khoảnh khắc vọt hướng lên trời cao rồi tái trùng nhập âm nguyệt cung chỉ trong khoảng thời gian đó ít nhất nhân ảnh cũng đã tung ra vài trăm đòn công kích chí ít số công kích cũng đến vài trăm. Tần Tũ trong tâm kinh dị, tốc độ thật quá nhanh, tàn ảnh nhiều vô kể, Tần Vũ hiện tại không bằng được một phần của đối phương. Tần Vũ căn bổn không nghĩ rằng có thể đoán định được số công kích của đối phương ra sao, chỉ có thể miễn cưỡng đếm được vài trăm, còn số lượng công kích thực tế lớn hơn nhiều. Ô không huyết, vu hắc người giết chết xích duyên chân nhân của tử Dương Môn, lần này giết chết một ngàn tán ma, coi như là hòa, nếu như các người còn giết người, đừng trách minh lương ta tâm ngoan thủ lạt thân ảnh hạ xuống sau đó biến thành một đạo tàn ảnh hoàn toàn tiêu thất trước mắt tần vũ minh lương chân nhân quả là bá đạo tần vũ trong lòng kinh dị tần vũ thấy rõ ràng từ dầu tới cuối minh lương chân nhân căn bản không hề sử dụng thuấn di cho dù là công kích hay rời khỏi đều sử dụng tốc độ kinh nhân tần vũ đương nhiên không biết rất ít tán tiên sử dụng thuấn di trong chiến đấu bởi vì khi sử dụng thuấn di nếu địch nhân làm cho không gian chấn động có thể khiến cho thuấn di hướng tới một không gian dạn nứt lúc đo xem như là chết cho nên trong lúc chiến đấu tốc độ là vô cùng quan trọng vừa lúc minh lương chân nhân phi tàu một đạo thân ảnh huyết hồng sắc lợi hại xuất hiện tại không trung chỉ sau một lúc đã xuất hiện thêm vài đạo thân ảnh huyết hồng sắc bên cạnh ô không huyết sắc mà rất khó coi nói minh lương người quả thật đã quá đáng rồi vu hắc có thật là người đã giết tử dương môn xích duyên chân nhân không không lẽ người không biết chỉ vì phá thiên đồ mà khiến cho cả vạn tán ma máu chảy thành sông là không đáng sao ô không huyết phẫn nộ nhìn vu hắc hỏa ma cũng nhìn vu hắc vu hắc tức giận nói không hề ta không hề giết xích duyên chân nhân ô không huyết dù thực lực ngươi mạnh hơn ta nhưng chỉ nghe lời nói của minh lương chân nhân ngươi lại phán định là ta giết xích duyên chân nhân ngươi cũng rất quá đáng rồi đấy không ngờ lại là vu hãm hỏa ma cười lạnh nói liên nguyệt nương nương trong mắt hàn quang lấp loáng có thể là có kẻ nào đấy giả dạng vu hắc đại ca hơn nữa minh lương chân nhân rất có khả năng cũng là giả mạo hỏa ma bật cười giống như nghe thấy một câu chuyện cười rất hay vậy cười mở ô tê cách sảng khoái giả mạo ha ha liên nguyệt đầu óc ngươi không tệ minh lương chân nhân tu luyện điểm tinh quyết công lực ngưng tụ cực đại tốc độ cũng cực nhanh chỉ luận về tốc độ ngay cả ô không huyết đại nhân cũng kém y một bậc ô không huyết gật đầu như quả không có phương pháp cản trở chỉ luận về tốc độ, ta đúng là kém minh lương chân nhân một bậc. Bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Liên Nguyệt, nghe thấy chưa? Minh lương chân nhân tốc độ cực nhanh, đưa mắt nhìn khắp phàm nhân giới ta chỉ thấy có hai người có thể đạt được tốc độ hơn y. Một là Long tộc tộc trưởng, còn một kẻ nữa, được biết đến với danh hiệu vua tốc độ bằng ma đảo Tông Quật hỏa ma cười lạnh nhìn liên nguyệt nương nương liên nguyệt ngươi nghĩ rằng long tộc tộc trưởng bằng ma đảo đảo chủ hai đại nhân vật đó lại đứng trong bóng tối giật dây sự việc này sao liên nguyệt nương nương im lặng thật sự không biết phải nói gì nữa long tộc tộc trường bằng ma đảo đảo chủ hai người địa vị được tôn sùng sao có thể đứng sau sự việc âm hiểm như vậy theo ta thấy tốc độ của minh lương chân nhân lúc nãy bọn ta không ai có thể đuổi kịp cho nên người đó không nghi ngờ gì nữa chính là minh lương chân nhân hỏa ma khẳng định cùng lúc đó cũng có bảy tám vị cửu kiếp thập kiếp tán ma phi hành tới nói ô không huyết đại nhân không thể nhẫn lại thêm được nữa chỉ mới mấy ngày đã chết vài trăm tán ma nhưng lần này minh lương chân nhân tự mình xuất thủ chỉ một lúc đã giết hại một ngàn tán ma nếu tiếp tục như vậy chư vị tán ma huynh đệ sao có thể yên tâm ở lại âm nguyệt cung một vị thập kiếp tán ma khẩn thiết nói liên nguyệt nương nương ô không huyết hỏa ma cả bọn cùng biến sắc đúng nếu như tiếp tục thế này Đám tán ma kia khẳng định sẽ sinh ra sợ hãi, có thể trực tiếp rời khỏi Âm Nguyệt Cung. Cùng lúc một vị thập kiếp tán ma phi thân lên, đứng trước Liên Nguyệt nương nương cung kính nói: "Nương nương, lúc này đã có 10 vị tán ma nói muốn ly khai Âm Nguyệt Cung, hiện tại đã được chúng ta thuyết phục." "Quả nhiên." "Thêm một lần nữa, nếu như lại có tán ma bị giết, những tán ma công lực không cao sẽ sinh ra sợ hãi. Hơn nữa Âm Nguyệt Cung không có thập diễn ảo trận như Thanh hư quan." liên nguyệt nương nương trong mắt xuất hiện hàn quang lạnh giọng nói ồ không huyết đại nhân ta nghĩ chúng ta không thể nhẫn nhịn thêm nữa trên thanh hư sơn thượng thiên cung có thập diễn ảo trận bọn chúng có thể phòng vệ được chúng ta lại không hề có trận pháp phòng ngự lợi hại như thế chúng ta hãy trực tiếp thống lĩnh hơn vạn tu ma giả hướng tới thanh hư quan mà mở cuộc đồ sát hỏa ma cũng gật đầu nói đúng không cần biết thế nào chúng ta cứ chiếm lĩnh thanh hư sơn sau đó bao vây thượng thiên cung khiến cho bọn tán tiên vĩnh viễn phải nấp trong thập diễn ảo trận bảo hộ của thượng thiên cung ô không huyết trầm tư một hồi sau đó mỉm cười y không phải là tán ma xuất thân từ đằng long đại lục tông phái tán ma chết nhiều hay ít đâu khiến y phải cân nhắc chém giết một trận không phải là việc rất thống khoái sao ô không huyết tu luyện huyết ma ma đạo lấy đồ sát làm vui thích chỉ cần nghĩ đến việc cả vạn tán tu chém giết lẫn nhau máu chảy thành sông ô không huyết đã xuất hiện vẻ kích động hào ô không huyết ánh mắt đỏ rực minh lương chân nhân dám ngồi lên đầu chúng ta không thể trách bọn ta ác độc được bọn chúng có thập diễn ảo trận ư thì cứ để chúng trốn đi chúng ta trước hết đồ sát đệ tử của thanh hư quan sau đó giết toàn bộ tán tiên ở bên ngoài ảo trận để ta xem minh lương chân nhân có thể tụ thủ bàng quang được hay không những đại tán ma còn lại trong mắt đều lộ hung quang những ngày tháng vừa qua quả thật buồn chán bọn họ đã cảm nhận đủ rồi tán ma ma tính rất nặng từ xa tần vũ nhìn thấy đám đại tán ma bàn bạc với nhau chỉ là khi ô không huyết và bọn kia nói chuyện cũng đã bố trí cấm chế tần vũ căn bản không nghe thấy bọn chúng nói gì chỉ thấy đám thấp kiếp tán ma nhận mệnh lệnh của ô không huyết trực tiếp phi xuống dưới chỉ một lúc sau một trận hoan hô rồi trận trận hoan hô những tiếng ra hỏi nhiệt liệt không ngừng từ âm nguyệt cung vang lên tán ma mỗi cá nhân ma tính đều cực lớn mấy ngày qua lại bị tán tiên cao thủ đánh lén giết chết khiến cho bọn chúng tràn đầy nộ hỏa Hiện tại biết được sẽ tàn sát Thanh Hư Sơn, cả bọn đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng đến rồi. Sát, sát, giết hết toàn bộ. Ha, ha. Thanh Hư Sơn, chuẩn bị tàn sát. Mỗi cá nhân đều hưng phấn phát cuồng, âm thanh của tán ma vang vọng, từng đạo âm thanh không ngừng phát ra từ Âm Nguyệt Cung, từ xa chỉ nghe những lời này, Tần Vũ cũng đã biết được sự tình phát sinh như thế nào. Đại chiến đã bắt đầu rồi sao? căn bản không cần mưu tính gì cả, hoặc có thể, có kẻ đã mưu tính sẵn rồi, không cần biết như thế nào, bước đầu tiên của kế hoạch trả thù đã thành công. Tần Vũ nhìn về phía âm Nguyệt Cung, trong mắt bùng lên một ngọn lửa chết chóc. Cho dù là Minh Lương chân Nhân hay ô không huyết, bọn họ đều đã quên mất một thế lực. Hồng Hoang tán yêu ở tiềm long đại lục, bởi vì Hồng Hoang thế lực cực kỳ ít lộ diện, đằng long đại lục tán tiên, tán ma căn bản hoàn toàn không biết đến. Ở trong một trạch viện của phàm nhân tại Đằng Long Đại Lục, trong trạch viện có bốn người một trong số bọn họ có hình dáng giống như của minh lương chân nhân chỉ thấy minh lương chân nhân thân thể lắc nhẹ biến thành kẻ khống chế hổng hoang yêu tộc dư lương dư lương đại nhân sau khi đại nhân ra tay giết chết một ngàn tán ma hiện tại quả đúng như đại nhân đã dự đoán đám ta ma kia đã không nhẫn hại được nữa rồi kẻ đứng đầu ba cự yêu thuộc hạ của dư lương khổng tào cười nói dư lương điểm đạm cười những tán tu ở đằng long đại lục này chỉ tiến nhập bạo loạn tinh hải để tu luyện cũng không có kẻ nào từng tới hồng hoang của chúng ta bọn chúng đối với hồng hoang căn bản không hề để ý tới đối với thực lực của chúng ta cũng không rõ không có gì là lạ cả phàm nhân giới về tốc độ có thể so sánh với minh lương chân nhân đích thực chỉ có tộc trưởng long tộc phương điền cùng đảo chủ bằng ma đảo tông quật sao hồng hoang trưởng quản dư lương cho dù tốc độ không bằng bọn họ cũng không cách nhau bao nhiêu dư lương đại nhân có thông thiên độ địa thần thông luận tốc độ cả phàm nhân giới này có khả năng vượt qua đại nhân xem ra chỉ có bằng ma đảo tông quật một trong tâm yêu lưu điện báo hình thú cười nói hình thú nổi danh về tốc độ nhưng trước mặt minh lương chân nhân y cũng phải hổ thẹn vì yếu kém hơn chuột là một loài động vật nhược tiểu phương giả của loài chuột thông thiên thử thực tế lại là thượng cấp thần thú sở hữu truyền thừa ký ức thông thiên thử sở dĩ có hai chữ thông thiên một là bởi tốc độ cực nhanh hai là do bản thân có công kích thần thông độc đáo sư lương thập nhị kiếp thượng cấp thần thú bổn thể chính là thông thiên thử siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long tuy lợi hại nhưng tốc độ quả thật không quá vượt trội tối đa cũng chỉ nhìn hơn dư lương một ít dư lương cùng minh lương chân nhân và cả ô không huyết không hề có cách biệt với nhau siêu cấp thần thú kim xí đại bằng lợi hại nhất chính là tốc độ chỉ có tông quật mới có thể làm cho dư lương tự nhận về tốc độ không bằng tán tu đằng long đại lục từ tứ kiếp trở lên phần lớn đều tiến nhập bạo loạn tinh hải bọn chúng đối với các thế lực của bạo loạn tinh hải đều rất thông thuộc còn đối với hồng hoang chúng ta gần như không hề biết tới chúng ta phải cho bọn tán tu đó hiểu thực lực của hồng hoang tán yêu dư lương vẻ mặt cười tươi tắn duy chỉ có đôi mắt nhỏ lấp loáng hàn quang hơn vạn tán ma dưới sự chỉ huy của liên nguyệt nương nương không ngừng hướng về phía thanh hư sơn phi hành chỉ thấy trên bầu trời có vô số tán ma đông đảo chen trúc giống như một bầy châu chấu che phủ toàn bộ bầu trời ma khí như nuốt trọn thiên địa khiến cho không một tán tiên nào dám cả gan tiếp cận liên nguyệt hỏa ma lần này chúng ta xuất lĩnh một số lượng tán ma cao thủ lớn như thế này đi chém giết khẳng định minh lương chân nhân rất nhanh sẽ nắm được tin tức của chúng ta đến lúc đó bọn chúng đã phòng ngự xong xuôi rồi do vậy ta quyết định ta và vu hắc sẽ tới thanh hư sơn ra tay trước làm cho bọn chúng không kịp phòng thủ ô không huyết trong mắt xuất hiện một tia hồng quang liên nguyệt nương nương hỏa ma ánh mắt đều sáng rực chú ý rất hay ô không huyết đại nhân cùng vu hắc đại ca chỉ cần dùng thuấn di tin rằng sẽ rất nhanh đến được Thanh Hư Sơn. Lúc đó bọn chúng khẳng định vẫn chưa chuẩn bị xong. Trước tiên đổ sát một trận, nếu không chiếm được lợi thế, ô không huyết đại nhân cùng Vũ Hắc Đại ca hãy quay lại hội họp với mọi người. Liên Nguyệt Nương Nương lập tức tán đồng. vu Hắc cùng ô không huyết nhìn nhau, trong mắt đều lấp loáng một tia tàn nhẫn. Đồng thời, thân hình hai người bỗng nhiên tiêu thất. Vô luận là Hắc Ma Ma Đạo, hay Huyết Ma Ma Đạo, hoặc Tu La Ma Đạo, ma giới tam đại ma đạo đều tu luyện những công pháp có sát khí cực nặng. Tần Vũ lúc này đang vội vàng trên đường quay lại Thanh Hư Sơn. Phí phí, tiểu hắc, sử tín các người hãy ra ngoài, sắp có kịch hay để xem rồi. Tần Vũ tâm ý máy động liền gọi bọn hầu phí đang ở Thanh Vũ Tiên Phủ ra ngoài. Hầu phí nhãn tỉnh sáng rỡ nói. Kịch hay, kịch hay gì vậy? Hắc Vũ cũng nhìn về phía Tần Vũ. Tán tiên nhất phương cùng tán ma nhất phương sắp mở cuộc đại chiến. Người nói, không phải là kịch hay sao? Tần Vũ cười nói hai bên nhân mã số lượng mỗi bên đều vượt quá cả vạn quả là quy mô rất lớn hầu phí hai mắt mở trừng trừng mấy vạn tán tiên cùng mấy vạn tán ma chém giết đi đại ca chiến trường ở đâu đi nhanh lên tất cả đều kích động trên trời dưới đất khắp nơi đều là tán tu chém giết cảnh tượng đó khẳng định so với cảnh độ kiếp không biết chấn động hơn bao nhiêu lần khiến cho bọn hắc vũ sử tín đều động tâm chiến trường ở trên thanh hư sơn đi theo ta tần vũ nói xong liền chuyển mình hướng về thanh hư sơn phi hành hầu phí hắc vũ mặc kỳ lân cả bọn cùng đi theo tần vũ hướng tới thanh hư sơn theo suy nghĩ của tần vũ y đã xuất phát sớm khi đến thanh hư sơn thì cuộc chiến vẫn chưa diễn ra nhưng ở một nơi rất xa thanh hư sơn vốn là tuyết hoa bao phủ thanh hư quan nhưng giờ phút này đã không còn tuyết trắng bình thường mà là tuyết đỏ chỉ thấy thanh hư sơn bị vây bọc bởi một tầng huyết vân dày đặc tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng vang lên Thực lực Ô Không Huyết ở đẳng cấp nào, bên trong Thanh hư sơn thập diễn ảo trận, thượng thiên cung còn có tán tiên lục kiếp trở lên, nhưng bên ngoài thập diễn ảo trận, ở trong thanh hư quan chỉ có những đệ tử phổ thông, không hề có kẻ nào đạt đến lục kiếp tán tiên. Đám tán tiên đó, trước mặt Ô Không Huyết không hề có sức mạnh để phản kháng, vô số huyết vân vây quanh, đệ tử từ đại thành kỳ trở xuống nhất loạt đều biến thành huyết dịch, vượt quá đại thành kỳ cũng chỉ cầm cự được một lúc. Tiếng khóc thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng hống phẫn nộ lúc này vu hắc hóa thân thành người khổng lồ cao năm sáu thước tay cầm hắc sắc cựu phủ giống như một tòa thành sừng sững không cần biết là người hay là nhà vu hắc đều phá hủy hết chỉ một lúc đã không biết có bao nhiêu người chết dưới tay y cung điện bảo tháp cây cối hoa lá khắp nơi hoang tàn máu tơi lưu lại giống như một dòng sông máu bao phủ lấy thanh hư quan chỉ một lúc số lượng người chết đã lên tới một con số khủng khiếp ô không huyết vu hắc các người quả là ép người quá đáng một người luôn lãnh tĩnh như minh lương chân nhân khi phát hiện ra tình cảnh thảm khốc bên dưới thanh hư quan cũng không kìm được lửa giận từ thượng thiên cung trực tiếp hướng tới ô không huyết đang sát nhân minh lương chân nhân lam băng chân nhân xích dương chân nhân tuyết vũ ương tất cả đều ra mặt đây chỉ là lễ diện kiến đại chiến chân chính vẫn còn ở sau ô không huyết thân hình lóe lên đồng thời ly khai hắn tựa hồ căn bản không muốn cùng minh lương chân nhân giao chiến vu hắc chúng ta đi ô không huyết cùng vu hắc trực tiếp phi thân ly khai thanh hư sơn ô không huyết vu hắc hai người liên thủ bọn minh lương chân nhân muốn giữ đối phương lại cũng là việc không có khả năng hơn nữa lời của ô không huyết vừa nãy cũng ảnh hưởng tới tâm lý của bọn họ tình báo không sai đám tán ma đó quả nhiên đã phát động chiến tranh rồi minh lương chân nhân trong lòng phẫn nộ chỉ một lúc sau thiện niệm phi thân tới thần tình trầm trọng sư bá chỉ mới có một lúc thanh hư quan đệ tử của chúng ta đã chết hơn hai vạn số lượng tán tiền chết cũng đến vài nghìn hai vạn minh lương chân nhân chỉ thấy tim như thắt lại thanh hư quan thu nhận đệ tử thập phần nghiêm khắc số lượng đệ tử so với tử dương môn Lam ương môn ít hơn rất nhiều tổng cộng lại cũng chỉ có sáu bảy vạn bỗng nhiên tổn thất hai vạn cũng bằng với việc tổn thất một phần ba một tông phái tương lai chính là đám đệ tử cơ sở cơ sở bị tổn thất tông phái đó cũng đứng trước cảnh diệt vong không xa thiện niệm nghe lệnh triệu tập một vạn đệ tử tinh anh của thanh hư quan vào trong thập diễn ảo trận để bọn chúng tập hợp ở khoảng trống trước cửa thượng thiên cung vâng thiện niệm đại hỷ thập diễn ảo trận phạm vi cũng không lớn lại là nơi cư trú của phần lớn lục kiếp tán tiên để thêm một vạn người vào trong quả thật cũng khá chật trội minh lương chân nhân không có biện pháp nào khác cho dù thế nào đám đệ tử tinh anh của thanh hư quan cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó là tương lai tông phái hơn nữa bọn xích dương chân nhân cũng không dám nói gì dù sao thập diễn ảo trận cũng là đại trận của thanh hư quan bọn họ làm vậy ai dám chê trách xích dương chân nhân tuyết vũ ương đạo hữu hiện tại bên tán ma đã đem đại quân tới đây đổ sát giờ chúng ta nên ứng phó ra sao minh lương chân nhân nhìn hai người xích dương chân nhân hỏi ý kiến thực lực xích dương chân nhân tuyết vũ ương cường đại là một phương diện hai người bọn họ còn là tử dương môn lam ương môn đệ nhất nhân đó cũng là nguyên nhân minh lương chân nhân hỏi ý kiến họ trước khi quyết định tuyết vũ ương nhíu mày nói địch nhân tới đây khí thế hung hãn nếu như quả mở trường chém giết có thể khiến cho máu chảy thành sông hừm vốn đã chảy thành sông rồi xích dương chân nhân lạnh lùng nói nhìn xem lúc này thanh hư quan đã chết bao nhiêu người kẻ địch đến ngay trước mặt chúng ta lại trốn trong thập diễn ảo trận từ nay về sau toàn bộ đằng long đại lục thậm chí là bạo loạn tinh hải tán tu đều sẽ cười nhạo chúng ta tuyết vũ ương sắc mặt bỗng trở nên khó khăn trong mắt minh lương chân nhân hàn quang ẩn hiện bọn chúng đã đến trước cửa như vậy nếu như còn tiếp tục trốn chui trốn nhùi sau này còn có mặt mũi nào để sống nữa tốt chúng dám tới đây chúng ta phải cho chúng biết thực lực của chúng ta bảy người tần vũ tại một ngọn tiểu sơn cách thanh hư quan hơn ngàn dặm với thực lực của bọn họ linh thức tự nhiên có khả năng quan sát sự tình phát sinh tại thanh hư sơn lúc này không chỉ mình bọn tần vũ phần lớn tu chân giả vô luận công lực cao hay thấp hoặc là những ẩn sĩ cao thủ đều đang từ xa xem vở kịch này trong số đó cũng có cả dư lương mấy vạn tán tiên tán ma đối chiến đó là cảnh tượng như thế nào nhiều tán tu suốt cả cuộc đời cũng không có cơ hội chứng kiến cảnh tượng bi hùng đó hấp dẫn được một số lượng lớn tu chân giả tới xem không phải là việc kỳ quái bên tán tiên có vẻ như đang bố trí một đại trận công kích bên ngoài thanh hư sơn một vạn tán tiên đang chuẩn bị liên thủ mặc kỳ lân lên tiếng đầu tiên bọn tần vũ gật đầu tán đồng lúc này phía tán tiên căn bản không còn che giấu gì nữa bởi vì minh lương chân nhân hiểu rõ không cần biết trận thế như thế nào trước mặt đám ô không huyết căn bản không thể che giấu hơn nữa trận thế công kích này căn bản không cần phải che giấu đại trận công kích của một vạn tán tiên quả là cảnh tượng đời đời tần vũ trong tâm không kiềm được tán thưởng chỉ một lúc sau cuồng phong nổi lên toàn bộ tuyết ở phía trước thanh hư sơn không ngờ đều rung lên đồng thời đạo đạo âm thanh phá không vang lên chỉ thấy giữa tầng không hiện ra vô số nhân ảnh giống như ô vân chùm lên cả bầu trời mà khí thông thiên khiến cho đám tu chân giả chuẩn bị xem vở kịch này đều run lên tới lúc rồi hai mắt tần vũ sáng lên tự lẩm bẩm một mình các dũng sĩ hãy chiến đấu hết mình đi sau trận chiến ta có thể sẽ đem đại lễ đến cho các người tần vũ trong tâm vui sướng có chút cảm giác như xem kịch hướng lên bầu trời thấy vô số tán ma đang phi hành tới một nơi bên ngoài thanh hư quan vài dặm bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ECAB phim viết liền không dấu nhé. Tán tiên trận doanh, tán ma trận doanh. Bỗng nhiên, cả hai đại trận doanh tựa như đồng thời phát ra quang mang, một đạo ngân sắc sáng chói, một đạo hắc sắc ảm đạm. Bên trong đạo ngân sắc quang mang đó mang theo lực công kích xuất phát từ đại trận do cả vạn tán tiên hợp thành, còn phía bên tán ma cũng do vài nghìn tán ma hợp thành công kích trận pháp hai đạo quang mang đều biến thành hai dải quang mang chói sáng va chạm vào nhau không một âm thanh tại nơi hai điểm đó giao kích không gian ngay lập tức bị dạn nứt xuất hiện bảy tám vết nứt không gian những vết nứt không gian này phát ra hấp lực đáng sợ xung quanh không gian bị dạn nứt vài trăm mét vô luận là đất tuyết hay là đá đều bị những vết nứt không gian thôn phệ sau đó không gian lại khôi phục như bình thường sát, tiếng chém giết bỗng từ hướng thanh hư sơn vang đi khắp nơi tiếng hô sát cùng với ma khí thông thiên hiển hiện một đội tán ma từ phía sau thanh hư sơn xông ra hướng đó của thanh hư sơn cũng đã có tán tiên đối phó với đội tán ma kia sát không cần phải lo gì cả mọi người hãy tận sức chém giết ô không huyết cuồng dại hét lớn một tiếng ngay lập tức trong phạm vi vài trăm thước xung quanh ô không huyết trở thành một đám mây đỏ rực hướng về thanh hư sơn đồng thời đám tán ma cười lạnh hét vàng hướng về thanh hư sơn chém giết tu chân giả đương nhiên không phải là quân đội ép họ phải chiến đấu giống như quân nhân, có thể kiểm chế sức chiến đấu của bọn họ, ngược lại để cho họ tự mình thi triển thủ đoạn, thay vào đó, hiệu quả lại rất cao. Cả vạn tán tu chém giết, từng trận bạo tạc vang rền bầu trời khi thì màu đỏ, khi lại màu tím, có khi lại màu đen, toàn bộ bầu trời giống như một lò thiêu khổng lồ, trên thanh hư sơn tử thi trồng chất, tiên huyết từ từ chảy tạo thành dòng suối nhỏ, nhưng trong nháy mắt bị năng lượng nóng chảy làm cho tiêu thất. Cáp cáp, thông khoái, thông khoái xung quanh thân thể ô không huyết chu vi vài trăm mét là một đám huyết vân dày đặc hãi nhân khối huyết vân này đi tới đâu không có một tán tu nào không tìm cách né tránh không cần biết là tán tiên hay tán ma tất cả đều tìm cách tránh xa nhưng với tốc độ cực nhanh của ô không huyết đám tán tiên đấy làm sao có thể chạy thoát làm sao có được hy vọng gì tán tiên bị trúng vào trong đám huyết vân đó thân thể bọn họ lập tức hóa thành huyết nhục trực tiếp dung nhập vào trong huyết vân khiến cho tinh huyết của đám mây đó càng thêm dồi dào ô không huyết đắc ý cuồng dại cười lớn vang vọng khắp nơi cũng như vậy minh lương chân nhân như một đạo lợi kiếm xuyên qua không gian nơi y xuyên qua đám tán mà đều chỉ có thể chịu chết căn bản không có một chút lực phản kháng minh lương âm thanh của ô không huyết mang theo sát khí vang lên đám huyết vân cự đại dừng lại phía trước minh lương chân nhân đồng thời đám huyết vân đấy từ từ thu nhỏ cuối cùng biến thành một tấm huyết hồng trường bào to lớn trên thân của ô không huyết ô không huyết nhìn minh lương chân nhân trong mắt hiện ra chiến ý cuồng nhiệt. Ô không huyết. Minh Lương chân nhân hai mắt lạnh lẽo. Sao ngươi lại để xảy ra sự việc này? Ta Minh Lương, căn bản không hề làm gì tán ma các người. Ngươi tại sao lại phát động tán ma tấn công thanh hư sơn bọn ta? Chắc không phải vì muốn chiếm đoạt nghịch ưng cảnh cho riêng mình. Ngươi nói xem tại sao? Không nói còn tố. Nói rồi càng khiến cho ô không huyết thêm phẫn nộ. Ngươi không làm gì. Cách đây mới nửa ngày. Ngươi, Minh Lương chân nhân tới âm nguyệt cung đổ sát một hơi giết liền một ngàn tán ma còn nói giết một ngàn tán ma coi như trả thù việc vu hắc giết xích duyên chân nhân của bọn ngươi ô không huyết nộ khí bắt đầu trỗi dậy dám làm dám chịu ngươi không ngờ lại không thừa nhận ô không huyết ngươi đảm bảo ngươi nói thật sao cách đây nửa ngày quả thực là đã có một minh lương chân nhân tới đổ sát một ngàn tán ma của ngươi minh lương chân nhân truy vấn ô không huyết cười lạnh đó là tự nhiên ta có thể nói dối sao người cứ tùy tiện hỏi bất kỳ tán ma nào ở âm nguyệt cung đều có thể biết được sự việc thật giả ra sao a à, ta hiểu rồi có kẻ bày mưu nhất định là có kẻ bày mưu minh lương chân nhân lúc này âm thanh bình thản vô bì ô không huyết chúng ta cả hai đều không nghĩ bởi vì chiếm đoạt nghịch ương cảnh mà chém giết lẫn nhau hiện tại xem ra khẳng định là có kẻ đứng trong bóng tối giật dây ô không huyết trong tâm chấn động y cũng nhớ lại những gì vũ hắc nói vũ hắc căn bản không hề xét xích duyên chân nhân nhưng ai đã giết xích duyên chân nhân có người đứng sau giật dây ô không huyết trong tâm cũng có kết luận giống như vậy tuy nhiên ô không huyết đưa mắt nhìn bầu trời thanh hư sơn có vô số nhân ảnh đang chém giết y hiểu rõ tới lúc này muốn ngăn trường chém giết hoàn toàn không thể mỗi tán ma nhãn thần đều đã đỏ rực bọn họ đã có không ít hảo hữu bị đối phương giết chết bên phía tán tiên cũng vậy hiện tại một số lượng lớn tán tiên đã chết những tán tiên còn lại cũng mang đầy oán hận tán ma trước mặt chết cũng đã chết rồi liên quan gì tới ta ô không huyết trong tâm cười lạnh ô không huyết nhớ lại năm đó khi y tu luyện lúc đó tu ma giả bị người người vây đánh cô độc một mình sát nhân đoạt bảo tàn khốc thân nhuốm đẩy máu cuối cùng may mắn đoạt được bộ huyết ma ma đạo bảo điền công lực nhanh chóng thăng tiến trở thành kẻ đứng đầu ma đạo những tán tu tiền bối của các tông phái trên đằng long lục địa chết cũng đã chết rồi họ chết đi địa vị của các tu ma đại tông phái tất suy yếu rất nhiều sẽ có những tiểu tông phái có cơ hội quật khởi đằng long lục địa từ lâu đã do những đại tông phái này không chế cũng nên thay đổi rồi minh lương chân nhân nhìn ô không huyết hy vọng ô không huyết bãi chiến bởi vì trận chiến diễn ra thanh hư sơn kiến trúc đã bị hủy hơn một nửa theo thời gian trôi qua đệ tử thanh hư quan chết ngày càng nhiều trên thanh hư sơn duy nhất chỉ còn một địa phương nguyên vẹn chính là khu vực thanh hư sơn thập diễn ảo trận âm mưu minh lương ngươi đường đường là thập nhị kiếp tán tiên hiện tại là kẻ đứng đầu tán tiên, không ngờ lại không dám thừa nhận, người giết chết một ngàn tán ma, sau đó bỏ đi, chính mắt ta nhìn thấy tốc độ của ngươi, phóng nhãn khắp thiên hạ, tốc độ đuổi kịp ngươi có mấy người, xem ra chỉ có đảo chủ bằng ma đảo, hoặc tộc trưởng long tộc mà thôi, địa vị của đảo chủ bằng ma đảo và tộc trưởng long tộc như thế nào, bọn họ sao có thể giả dạng làm người được, minh lương, đã đến lúc này ngươi không cần phải rào biện nữa. Lời nói của ô không huyết trực tiếp đã đập nát lý do duy nhất để có thể bãi chiến. Sát, đây cũng là thời khắc Ô Không Huyết chờ mong. Dù tán ma chết vô số, có liên quan gì đến Ô Không Huyết hắn, chỉ cần phá thiên đồ không sao, sau khi ma giới sứ giả hạ phàm dâng cho họ phá thiên đồ, Ô Không Huyết coi như lập được đại công. Ô Không Huyết, ngươi quả là ngu muội không thức tỉnh. Minh Lương chân nhân giận đến cực điểm, Ô Không Huyết cười chế nhạo. Ngươi lại nhải mãi thế, muốn ra tay thì hãy ra tay đi, đừng nói lời thừa làm gì nói xong thân trên của ô không huyết bắt đầu phát tán ra quang mang huyết hồng đám quang mang huyết hồng ấy từ từ tập trung lên tay phải của y huyết mang nguyệt nha đao ô không huyết phất tay một đạo cực nhỏ cực mỏng thậm chí ẩn ước vầng trăng lưỡi liềm bên trong hồng sắc đao quang phá không xuất ra đi tới đâu không gian bắt đầu rung lên dạn nhất tới đó điểm tinh phá không minh lương chân nhân sử dụng tuyệt chiêu khi trước ở tiềm long đại lục hải vực đã bước lui ô không huyết chỉ thấy một điểm quang mang cực nhỏ từ ngón tay của minh lương chân nhân phát ra điểm quang mang này ngưng tụ đến cực điểm trực tiếp hướng về ô không huyết trên bầu trời thanh hư sơn một tia hồng quang cùng một tia bạch sắc quang mang nhẹ nhàng va vào nhau cả hai luồng đồng thời biến mất tựa như chưa từng xuất hiện nhưng chỉ sau một lúc không gian xung quanh đó vài trăm thước đã bị rung lên dữ dội ô không huyết cùng minh lương chân nhân sắc mặt đại biến không hẹn mà cùng nhau tận lực chạy sang hai bên để né tránh bông như tấm gương bị vỡ không gian xung quanh vài trăm thước bị chấn nát tạo ra một hố đen khổng lồ hố đen này dài tới vài trăm thước rộng cũng đến vài thước lực hút của không gian dạn nứt khổng lồ này đơn giản là đạt đến cực điểm a à, những tiếng kêu thảm khốc không ngừng vang lên chu vi vài nghìn thước xung quanh có hơn một ngàn tán tu căn bản không đủ sức kháng cự lại lực hút của hố đen nhanh chóng bị thôn vệ vào trong nếu thâm nhập vào hố đen khả dĩ có thể thấy được các sắc năng lượng trong không gian phân liệt hỗn loạn đó rút gươm chém xuống nước nước càng chảy mạnh không gian tuy bị xé nát nhưng chỉ cần một lúc hố đen đã được tu phục như cũ không gian cũng được khôi phục như bình thường phạm nhân giới không gian sao có thể chịu nổi năng lượng lớn như vậy hai siêu cấp cao thủ đạt đến thập nhị kiếp tán tu toàn lực công kích khiến cho không gian bị giãn nứt không có gì là lạ minh lương chân nhân hiện tại tán tiên đã chết gần hai vạn cho dù là lục kiếp tán tiên trở lên cũng đã chết đến hai phần rồi tuyết vũ ương phi thân về phía minh lương chân nhân nói tuyết vũ ương quả thật không thể nhìn từng tán tu cứ chết như vậy minh lương chân nhân nhìn tình cảnh tán ma cùng tán tiên liều mạng giết chóc tức giận nghiến răng nói ồ không huyết quả là tên hỗn đản hắn căn bản không phải là tán ma của đằng long đại lục làm sao lại có thể quan tâm đến sự sống chết của đám tán ma này chứ hắn không quan tâm nhưng chúng ta quan tâm chuyển lệnh xuống những tán tiên may mắn sống sót tất cả tiến nhập thập diễn ảo trận ta đích thân điều khiển thập diễn ảo trận chỉ có điều, không gian của thập diễn ảo trận có hạn, từng này tán tiên tiến nhập quà có chút khó khăn. Vậy đi, các gian phòng tại Thượng Thiên Cung phần lớn cho các tán tiên, nguyên mỗi phòng có một tán tiên, hiện tại để cho bốn, năm tán tiên một phòng, thời khắc sống còn như thế này, không thể lo hết được. Như quả vẫn không đủ chỗ, thì để cho các tán tiên ở trên không hoặc bên trong thập diễn ảo trận. Minh Lương chân Nhân lúc này cũng không nghĩ ra cách nào khác. Với sức chứa của thập diễn ảo trận, chỉ có thể để cho đám tán tiên chen chúc cư ngụ. Theo mệnh lệnh truyền xuống, rút lui có trật tự, từng tán tiên đều trực tiếp phi nhập vào thập diễn ảo trận, thập diễn ảo trận do Minh Lương chân nhân khống chế, nếu như tán tiên tiến nhập sẽ trực tiếp truyền tống vào khu vực bên trong, còn như tán ma tiến vào, đều chỉ có chết. Ha ha, một đám tiểu quỷ, khi gặp chuyện liền nhất loạt trốn vào trong thập diễn ảo trận. Hỏa ma đứng bên ngoài thập diễn ảo trận hô lớn, phía bên tán ma vang lên những tiếng hét hưng phấn điên cuồng. Đánh cho tán tiên phải chạy vào trong thập diễn ảo trận khiến cho toàn bộ đám tán ma trong tâm vô cùng thống khoái. Tại Đằng Long Đại Lục, tán tiên cùng tán ma thực lực suýt soát nhau, cuối cùng tán ma lại chiếm được ưu thế, khiến cho tán tiên bị bức lui vào bên trong trận pháp. Huyết vân xung quanh ô không huyết lại hóa thành hồng sắc trường bào, phất phơ theo gió, ô không huyết lang không, âm thanh rõng rạc vang lên. Minh lương tiểu tử, các ngươi có đủ kiên nhẫn ở trong thập diễn ảo trận cả đời không? Tán ma huynh đệ chúng ta quyết định sẽ ở lại thanh hư sơn. Ha ha! Thanh Hư Sơn bố trí quả thật không kém. Qua một trận chiến như vậy, Thanh Hư Sơn không ngờ mới chỉ bị hủy mất 4, 5 phần. Tiếc rằng, từ hôm nay Thanh Hư Sơn đã không còn là của các người nữa rồi. Ở phía bên trong thập diễn ảo trận, mặt của Minh Lương chân nhân đỏ gai, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Thanh Hư Sơn là nơi Thanh Hư Quan đã đạt tông môn hơn trăm vạn năm. Không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân đã bố trí tại Thanh Hư Sơn các loại cấm chế trận pháp, còn có cả những bí pháp bảo hộ sơn môn cho dù là tán tiên mở cuộc đại chiến, Thanh hư sơn cũng có những địa phương không hề bị hư hại chút nào. Từ xa quan sát trường đại chiến thảm khốc của tu chân giả đã kết thúc, từng người một bắt đầu âm thầm ly khai, còn tại nơi bọn Tần Vũ, Hầu Phí quan sát, lúc này đã không thấy bóng dáng ba huynh đệ đâu, bọn họ đã ly khai từ sớm. Đại ca, người rốt cuộc định làm gì? Đại chiến vẫn chưa kết thúc, người lại bảo chúng ta tới phá hủy Âm Nguyệt Cung để làm gì? Hầu Phí vô cùng nghi hoặc. Tần Vũ cười bí ẩn, đại chiến kết thúc thì sẽ không hay nữa có lợi dụng cơ hội từ cuộc chiến này sẽ khiến cho vở kịch càng thêm hoành tráng mà thôi đây là ý tứ gì không chỉ hầu phí luôn cả hắc vũ mặc kỳ lân sử tín ba huynh đệ cũng đều nghi hoặc nhìn về phía tần vũ ánh mắt tần vũ hướng về phía âm nguyệt cung phí phí tiểu hắc tần thị nhất tộc của ta truyền lại đã nghìn năm lúc đầu cho dù là tần thủy hoàng kiếp lập nên tần vương triều bị tiêu diệt nhưng tần thị ta vẫn bảo tồn được dòng tộc rất tốt tuy nhiên đến đời ta quả thật chỉ vì quan hệ với ta tần thị tựa như gần bị diệt tộc ta sao có thể đối diện với phụ vương hơn nữa còn nhị ca bao nhiêu nhi tử nữ nhi cùng thê tử của y đã bị chết ta sao có thể đối diện với người tất cả đều do ta nếu như ta không đoạt lấy phá thiên đồ thì có lẽ đã không phát sinh chuyện như thế tần vũ từ xa quan sát sơn mạch nợ tê đặt âm nguyệt cung trong mắt sát khí đằng đằng tán ma tán tiên thế lực căn bản không hề cố kỵ điều gì dám chém giết lẫn nhau tại tần vương triều hoàng cung gần như tiêu diệt cả tần thị nay ta cũng phải để lại cho bọn chúng một bài học khó quên tần vũ thân thể hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay tới phía trên âm nguyệt cung từ xa bọn hầu phí hắc vũ đều ngây ngốc bọn chúng đều không biết tần vũ định làm gì kẻ đến là ai từ dưới có âm thanh phẫn nộ vang lên một vị tán ma từ dưới phóng ra là ai à là sẽ kẻ diệt âm nguyệt cung của người tần vũ phẫn nộ hét vang đồng thời xung quanh thân thể tần vũ lập tức được bao phủ bởi thiên hỏa phạm vi thiên hỏa bao trùm gần được 10 thước trong mắt tần vũ ánh lên nét tàn nhẫn âm nguyệt cung để cho các ngươi cảm nhận được uy lực của thiên hỏa ra sao chỉ thấy thiên hỏa xung quanh tần vũ đột nhiên biến thành từng khối thiên hỏa những thiên hỏa cầu này trực tiếp phóng ra xung quanh tần vũ đồng thời nhằm hướng âm nguyệt cung oanh kích mỗi thiên hỏa cầu đều rất lớn đường kính đạt tới một thước tần vũ tựa hồ giống như hỏa thần lấy tần vũ làm trung tâm chỉ sau một hồi đã xuất ra hơn vài trăm thiên hỏa cầu hơn nữa thiên hỏa cầu với tốc độ khủng bố vẫn không ngừng xuất ra giống như thiên hỏa của tần vũ là vô cùng vô tận vậy hắc diễm quân chi giới ẩn tàng hỏa tính năng lượng nếu để cho cao thủ cấp kim tiên sử dụng quả thật không có vấn đề gì còn tần vũ bất quả chỉ là điều động thiên hỏa công kích cho dù có liều cả tính mệnh sử dụng thiên hỏa xem ra cũng chỉ có thể tiêu hao một phần vạn thiên hỏa năng lượng của hắc diễm quân chi giới chỉ sau một lúc Bộ trời phẳng phất như một hòa cầu khổng lồ từng đạo hòa cầu nuốt lấy toàn bộ tòa sơn mạch cũng như nuốt luôn cả âm nguyệt cung hủy diệt triệt đề những tán ma lưu lại ở âm nguyệt cung không kịp phản ứng thì thiên hỏa đã tới lịch sử của âm nguyệt cung rất huy hoàng truyền lại đã trăm vạn năm lúc đầu chiếm cứ một sơn mạch mà danh tự không có mấy người biết đến nhưng gần như toàn bộ tu chân giả tại đằng long đại lục đều gọi sơn mạch liên miên bất tuyệt đó là âm nguyệt sơn mạch lần này tán ma đại quân đã xuất động đến chín phần lưu lại chỉ có vài ngàn tán ma hơn nữa số tán ma này phần lớn đều chỉ là nhất kiếp nhị kiếp tam kiếp đẳng cấp mà thôi vượt trên tứ kiếp chỉ có vài trăm còn như bắt kiếp thì chỉ có hai ba người theo như suy nghĩ của tán ma đại quân của bọn họ đã hướng tới thanh hư sơn cùng với tán tiên đại chiến vậy kẻ nào có thể tấn công âm nguyệt cung được bạn đang xem tinh thần biến được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim, viết liền không giấu nhé. Mặc dù vài nghìn tán ma không phải là nhiều nhưng những thế lực có thể công phá được họ cũng không có bao nhiêu. Bạo loạn tinh hải và Long tộc có thực lực đó. Tuy nhiên, nếu như Bạo loạn tinh hải hay Long tộc động thủ thì lưu lại bao nhiêu tán ma cũng vô dụng. Trong Âm Nguyệt Cung, tất cả các đệ tử đều đang tu luyện, ngoài ra không ít tán ma cũng đang tĩnh tu. Đột nhiên. Ồ, chuyện gì thế? một đệ tử âm nguyệt cung ngẩng đầu lên phát hiện trên không trung bỗng nhiên rơi xuống một tử sắc hỏa cầu khổng lồ tử sắc hỏa cầu rơi xuống đất ngay lập tức thiêu dụi cả thảo mộc nham thạch kiến trúc toàn bộ phạm vi xung quanh đều chung một số phận bọn đệ tử âm nguyệt cung trong lòng kinh hãi đây là lửa gì màu tím chẳng lẽ là thiên hỏa đám đệ tử âm nguyệt cung thần sắc đại biến không chỉ vậy cùng lúc đó đệ tử âm nguyệt cung còn phát hiện không trung bị bao bọc bởi vô số hỏa cầu chỉ mới nhìn qua số lượng tử sắc hỏa cầu chí ít cũng vượt qua một ngàn chất trồng dày đặc lên nhau, một khối tử sắc hỏa cầu lại rơi xuống. a à, tiếng kêu thét vang lên. độ kiếp kỳ tu chân giả thông thường căn bản không có năng lực chống lại thiên hỏa, trừ khi có được bảo bối đặc thù. cho dù là đại thành kỳ tu chân giả, tối đa cũng chỉ chống được một, hai lần. còn như bị thiên hỏa bao vây, thì chết là điều khỏi phải bàn. thiên hỏa là hỏa diễm để luyện chế tiên khí, uy lực đương nhiên vô cùng cường đại. Thiên hỏa có thể dung hóa được tài liệu quáng thạch để tạo tiên khí, kể cả nham thạch. Toàn bộ kiến trúc của Âm Nguyệt Cung đã bị Thiên hỏa nhanh chóng thiêu dụi sạch. Từ những tòa kiến trúc, cột gỗ, mặt nham thạch, Thiên hỏa nhanh chóng tỏa đi khắp bốn phương tám hướng. Tuy vậy trên không trung vẫn giáng xuống vô số tử sắc hỏa cầu. Đầu đâu cũng là tử sắc hỏa cầu, và đất tràn ngập tử sắc hỏa diễm. Âm Nguyệt Cung đệ tử vừa chạm vào lập tức bị thiêu chết. cả Nguyên Anh cũng bị đốt cho tiêu tán. Thiên hỏa là Thiên hỏa a, chạy mau chạy mau. Phía tây không có thiên hỏa, mau chạy về phía tây. Từng tu ma giả khiếp hãi điên cuồng gắng sức vòng khắp bốn phương tám hướng chạy trốn, đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận, bởi vì thiên hỏa căn bản không thể động tới, nếu như chạm vào, với uy lực của thiên hỏa thì chỉ chớp mắt thân thể sẽ bị thiêu đốt thành tro. Tần Vũ chỉ có một mình, nhưng thiên hỏa lại như vô tận phong cuồng oanh tạc xuống bên dưới, với công phu hiện tại của Tần Vũ, có thể xuất ra được trên 100.000 hòa cầu nhưng âm nguyệt sơn mạch quả thật rất lớn phần lớn đệ tử đều ở tại gần biên của âm nguyệt sơn mạch cho nên vẫn có một bộ phận đệ tử của âm nguyệt cung chạy thoát nhưng bên trong sơn mạch đám tu ma giả lại không được may mắn như vậy mỗi người nét mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn thấy thiên hỏa rơi xuống mà hóa thành hư vô trên trời dưới đất đâu cũng là thiên hỏa cho dù là tứ kiếp tán ma muốn thoát cũng phải có được chút may mắn lúc đầu nghiên cơ nương nương cũng tính đến việc chống lại thiên hỏa nhưng hiện tại thiên hỏa nuốt cả thiên địa cho dù là tứ kiếp tán ma cũng đừng mong tránh né được thiên hỏa mà đào thoát khả năng đó quả thật rất thấp còn dưới tứ kiếp tán ma tựa như không có cơ may sống sót đồng thời âm nguyệt sơn mạch bị thiên hỏa thiêu đốt toàn bộ dãy núi cũng bị thiêu dụi chỉ có một lúc độ cao của âm nguyệt sơn mạch đã bị giảm đi ba bốn thước ba bốn thước đó cấu thành bởi nham thạch cũng bị thiêu thành cho nhưng thiên hỏa vẫn tiếp tục cháy chỉ khi thiên hỏa năng lượng hao tận thiên hỏa mới có thể ngừng cháy tuy vậy số tán ma vượt quá tứ kiếp tại âm nguyệt cung cũng có đến vài trăm a à, sư huynh sơn môn chuyển lại suốt trăm vạn năm giờ toàn bộ đều bị hủy diệt tán ma kiểu luyện phẫn nộ đến phát cuồng hai mắt đỏ rực lúc này đám cao thủ mới chỉ phát hiện thiên hỏa rơi xuống được một thời gian nhưng toàn bộ sơn mạch đã bắt đầu bị thiên hỏa thiêu rụi. với uy lực của thiên hỏa đám tán ma này vốn không có cơ hội xuất thủ bề mặt âm nguyệt sơn mạch đã bị phá hủy hoàn toàn cây cối kiến trúc hồ nước hoa cỏ không còn tất cả đã không còn toàn bộ âm nguyệt sơn mạch hoàn toàn biến thành bãi đất hoàng khô cằn nhưng tại bãi đất hoàng âm nguyệt sơn đó vẫn còn vài điểm tử sắc hỏa diễm thứ hỏa diễm khiến cho người ta khiếp sợ bởi vì đó chính là thiên hỏa khoảnh khắc sơn môn truyền thừa hơn trăm vạn nam đã không còn mà sơn môn đối với một tông phái trọng yếu căn bản như thế nào hẳn không cần phải bàn hơn nữa đệ tử bên trong âm nguyệt cung gần như không còn ai xem ra từ lúc bắt đầu chỉ có những đệ tử ở biên ngoại của âm nguyệt sơn là có khả năng kịp thời chạy trốn giữ mạng mà thôi không ngờ có kẻ lại dám tới đây phá hủy âm nguyệt cung kẻ tới đây chắc là từ một tông phái đã bị chúng ta tiêu diệt địch nhân quả là quá âm hiểm nhân lúc liên nguyệt nương nương của chúng ta tới thanh hư quan liền đến đây phá hủy âm nguyệt cung tán ma kiểu sơn cũng phẫn nộ vô chừng âm nguyệt cung lấy ma đạo làm chủ diệt các tông phái tu tiên khác căn bản giống như ăn cơm vậy không hề để vào mắt nhưng ai lại có thể nghĩ có ngày âm nguyệt cung cũng bị kẻ khác phản công diệt phái. Địch nhân có khả năng phóng xuất thiên hỏa, chứng tỏ hắn cũng có khả năng sử dụng thiên hỏa hộ thân. Từ kiếp tán ma xem ra căn bản không thể đối phó được, nhưng ai từ ngũ kiếp tán ma trở lên toàn bộ theo ta đi giết thủ phạm gây ra việc này, những người khác có thể chạy được thì mau chạy đi. Kiều Sơn Sư Điệt, mau đem tin tức này bầm báo lên nương nương. Hiện tại người chấn thủ âm nguyệt cung, cửu kiếp tán ma bùi huyết lập tức ra lệnh. Kiều Sơn giật mình nói truyền tấn lệnh của ta không có ma thức lưu lại thì truyền tấn cho sư huynh của ngươi đâu có cần phải trực tiếp báo cho sư tôn ta thật không hiểu sao nương nương lại nhận loại như ngươi làm đệ tử bùi huyết tức giận nói tuy rằng y đối với sự ngu xuẩn của kiều sơn cảm thấy phẫn nộ nhưng thực tế lúc này bởi sư môn của kiều sơn đã bị hủy âm nguyệt cung gần như bị giết sạch khiến cho tâm thần hoảng hốt nên đầu óc cũng trở nên ngu muội rõ rồi ta sẽ truyền tấn kiều sơn hấp tấp nói vượt quá ngũ kiếp tán ma toàn bộ theo ta, đồng loạt truy sát thiên hỏa chân nhân. Thiên hỏa chân nhân. Bọn tán ma đồng thời nghi hoặc. Bùi huyết lạnh giọng nói. Tán tu đằng long đại lục, ta chưa từng nghe nói đến người nào có thể một hơi phóng xuất ra nhiều thiên hỏa như vậy, hơn nữa lại còn tới diệt âm nguyệt cung bọn ta, có đến tám, chín phần là tán tiên. Tạm thời gọi là thiên hỏa chân nhân có gì không đúng Thì ra thiên hỏa chân nhân là tên gọi do chính y tùy tiện đặt ra Đi Bùi huyết lạnh lùng hét một tiếng, rồi lập tức quay đầu trực tiếp bay vọt lên. Đồng thời nhất loạt tán ma cũng hướng lên trời lao đi. Những tướng ngũ kiếp tán ma khác đều đã chạy trốn giữ mạng, chỉ có điều bọn chúng có thể giữ mạng hay không, còn phải dựa vào chút may mắn. Trên tầng không của âm Nguyệt Sơn Mạch, tần vũ lăng không, toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa tử sắc, giống như một vị chiến thiên hòa thần. Đồng thời từng khối tử sắc hỏa cầu dưới sự điều khiển của tần vũ không ngừng hướng tới âm Nguyệt Sơn Mạch oanh kích. Không xa phía sau tần vũ là hầu phí, hắc vũ mặc kỳ lân ba huynh đệ sử tín đều đang tập trung theo dõi thiên hỏa chân nhân hừ nguyên lai chỉ là một tiểu tử mới đạt đến độ kiếp trung kỳ một âm thanh phẫn nộ hàm chứa chút khinh bỉ vang lên đồng thời một đạo hắc sắc thần ảnh muốn xuyên qua đám thiên hỏa lao tới tuy nhiên lập tức đã bị thiên hỏa chặn lại nhìn thấy toàn cảnh trong lòng tần vũ chấn động không chỉ có một đạo hắc ảnh mà là đạo đạo hắc ảnh liều mạng xông tới tần vũ lập tức đối diện với một nhân ảnh đã hùng mãnh vượt qua được đám thiên hỏa viên cầu cửu kiếp tán ma công lực bản thân đủ để kháng cự lại thiên hỏa tuy nhiên làm vậy cũng khiến cho bọn họ tiêu hao không ít công lực cửu kiếp tán ma bùi huyết đối phó với thiên hỏa căn bản không phải là việc khó khăn gì tần vũ sắc mặt nghiêm lại phía sau bọn hầu phí cũng đều có chút khẩn trương không cần lo lắng tần vũ không hề có một chút khẩn trương có thể phóng xuất thiên hỏa quả là một tiểu tử may mắn chịu chết đi tiếng của bùi huyết vang lên cùng lúc đó bùi huyết cường hoành trực tiếp tiến nhập bên trong thiên hỏa lĩnh vực người như đạo lưu quang tàn ảnh mục tiêu đan điền của tần vũ tần vũ vẫn đứng yên bất động bỗng nhiên chỉ trong nháy mắt nhãn tình của tần vũ lấp loáng thần quang hắc diễm quân chi giới trọng lực lĩnh vực bùi huyết giống như đột ngột bị một tòa đại sơn đè lên thân thể không kìm được trầm xuống hướng về phía thân dưới của tần vũ chính vào lúc này tần vũ đã động thủ tần vũ thân thể nhất truyền hướng xuống phía dưới mãnh liệt công kích trung phẩm tiên khí phát xích chỉ nghe thấy âm thanh xuyên phá huyết nhục vang lên trung phẩm tiên khí của tần vũ đã đâm xuyên qua bụng của bùi huyết nhưng lúc này bùi huyết lại cười lạnh nhìn tần vũ nguyên anh không ngờ lại đang chế ngự một kiện tiên kiếm phi về hướng tần vũ tần vũ trong tâm máy động tức thì triệt thối trọng lực lĩnh vực lúc đầu bùi huyết phải tiêu hao phần lớn năng lượng để triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực lĩnh vực nhưng tại thời khắc quan đầu này tần vũ lập tức triệt thối trọng lực lĩnh vực khiến cho tốc độ một kích tất sát của bùi huyết tăng mạnh trực tiếp xuyên qua ngực của tần vũ cho dù không xuyên phá nguyên anh, nhưng chỉ cần phá hủy lục phủ ngũ tạng, thân thể của ngươi cũng khó mà chịu được. Bùi huyết truyền âm vang lên trong não của Tần Vũ, đối với tu chân giả mà nói, thân thể quả là trọng yếu phi thường, nếu thân thể bị hủy thì chỉ có thể tu luyện theo tán tu. Thật vậy sao? Tần Vũ tung ra một trào lập tức nắm lấy nguyên anh của Bùi huyết trong lòng bàn tay. Ngươi! Bùi huyết nguyên anh kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực Tần Vũ tiêu thất vô tung, miệng của vết thương vừa rồi cũng to bằng nắm đấm. Với vết thương như vậy, sẽ khiến cho ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, theo đạo lý nhục thể của Tần Vũ không thể chịu được, nhưng Tần Vũ căn bản không lãng phí thời gian, trực tiếp phát ra kình khí, linh hồn bùi huyết bị đánh tan tành, sau đó thu nhập nguyên anh vào trong hắc diễm quân chi giới. Nói thì rất dài, thực tế từ lúc bùi huyết công kích tới lúc bùi huyết bị giết, cũng chỉ gần bằng thời gian hô hấp, cao thủ giao chiến, tuy rằng cần phải có quá trình giao kích không ít, nhưng thực tế thời gian tiêu hao lại cực kỳ ngắn nhờ vận dụng trọng lực lĩnh vực hợp lý cùng với thân thể hồi phục siêu cường tần vũ không ngờ có thể giết được cả cửu kiếp tán ma nhìn thấy bùi huyết bị giết những bát kiếp tán ma thất kiếp tán ma lục kiếp tán ma còn lại đều ngừng lại sao sư thúc lại nói là độ kiếp trung kỳ có thể nhanh chóng giết chết người vậy mà mới đạt đến độ kiếp trung kỳ sao cao thủ như vậy thực lực khẳng định cường đại phi thường hơn nữa ngay cả đến liên sư thúc cũng không nhìn thấu được thực lực nếu không sư thúc không thể nói y mới chỉ đạt độ kiếp trung kỳ bắt kiếp tán ma kiều sơn nghĩ thầm lúc này trong một sảnh đường tại thanh hư sơn đang nghe thuật lại sự tình có cả liên nguyệt nương nương hỏa ma ô không huyết và những kẻ khác đồng thời còn có cả một vị thập kiếp tán ma bùi ngôn bùi ngôn này chính là sư huynh của kiều sơn bùi ngôn người nói lại xem nào liên nguyệt nương nương run người đứng bật dậy sắc mặt trở nên trắng bệch bùi ngôn run rẩy lạc giọng nương nương sự thật là như vậy một vị tán tiên cao thủ thiên hỏa chân nhân sử dụng vô sô thiên hỏa đã thiêu hủy toàn bộ âm nguyệt sơn mạch âm nguyệt cung sơn môn của ta cũng đã hoàn toàn bị hủy hoại ngoại trừ những đệ tử ở gần biên cảnh âm nguyệt cung cùng những đệ tử đang ở bên ngoài còn lại đệ tử âm nguyệt cung ta gần như đã bị tuyệt diệt kiều sơn cũng đã mang việc bùi huyết lúc đầu tự tiện đặt ra danh tự thiên hỏa chân nhân truyền tấn nói với sư huynh nương nương nhất định phải báo thủ âm nguyệt cung truyền lại trăm vạn năm bây giờ sơn môn bị kẻ khác phá tan đệ tử bị chết đến chín phần Gần như đã bị diệt phái rồi Bùi nguồn nước mắt lã trá Liên Nguyệt nương nương toàn thân run lên Sắc diện đã hoàn toàn trắng bệch Tán tiên cao thủ Thiên hỏa chân nhân Liên Nguyệt nương nương sắc mặt trắng bệch Ẩn ước có một tia hồng huyết lộ ra Khóe miệng đã dớm máu Ánh mắt xâm lãnh của Liên Nguyệt nương nương lúc này Khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng không lạnh mà run Ngay cả lãnh tĩnh như ô không huyết bỗng nhiên sắc diện cũng đại biến Thiên hỏa Người nói rằng thiên hỏa đã thiêu hủy toàn bộ âm nguyệt sơn mạch không còn gì. Ô không huyết hơi thở toàn thân trở nên gấp gáp. Bùi ngôn lập tức gật đầu. Thiên hỏa nuốt trọn hoàn toàn âm nguyệt sơn mạch với uy lực của thiên hỏa, vô luận là nham thạch, hoa cỏ, toàn bộ đều bị thiêu cháy không còn gì. Ngay âm nguyệt sơn mạch cũng đã bị thiêu cháy hoàn toàn. Không hay rồi, phá thiên đồ. Ô không huyết sắc diện vô cùng khó coi. Ô không huyết đại nhân, sao lại thế? phá thiên đồ bọn ta chẳng phải đã đưa cho người bảo quản sao bọn vu hắc đều nhìn ô không huyết ô không huyết sắc mặt trở nên hết sức đau khổ ta không hề mang theo bên mình ta lo lòng tộc tộc trưởng bằng ma đào đào chủ tông quật những cao thủ đó nếu như quả tới giết ta trực tiếp cướp lấy phá thiên đồ thì phải đối phó ra sao cho nên ta đã để lại phá thiên đồ trên mình một tán ma bình thường ta thập phần tin tưởng điều đó ta nghĩ rằng một tán ma bình thường tuyệt đối sẽ không có ai để ý vì bảo vệ an toàn cho y nên đã để ở lại tại âm nguyệt sơn mạch những tán ma có mặt trong đại sảnh sắc mặt đồng thời đại biến kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người